Hello anh chị em, chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình AMA ngày hôm nay ha. AMA là một cái chương trình nó viết tắt của chữ Ask Me Anything. Tức là mình sẽ hỏi đáp tất cả những cái câu hỏi của anh chị liên quan tới kinh doanh Amway nha. Còn những câu mà liên quan tới đời tư thì sẽ xin phép không chia sẻ. Những câu liên quan đến kinh doanh Amway, và cái chương trình này được thiết kế ra với một cái mong muốn, đó là làm sao để có thể giúp được cho những anh chị em trong hệ thống và trong đội nhóm của chúng ta nè, có những cái kiến thức, những cái câu trả lời cũng như là hiểu được về kinh doanh Amway sâu sắc hơn, để trong cái quá trình mà mình đi phát triển thị trường, mình có thể làm việc được với đối tác, với nhà phân phối, với tuyến dưới mới một cách nó hiệu quả hơn. Thì đó là cái mục tiêu của chương trình này, và chương trình này thì chúng ta sẽ làm gần như là hàng tuần. Theo theo như nhớ là hàng tuần hoặc là một tháng hai lần, nó tùy vào cái tần suất cũng như là cái hoạt động của chúng ta trong tháng đó. Thì đây là chương trình số 3, và hai số trước thì chúng ta đã gặp bạn Kim Ngân và anh Tâm, thì bây giờ chúng ta sẽ gặp Thi ha. Thi sẽ là người host cái chương trình ngày hôm nay, số thứ ba, cái podcast AMA của đội nhóm HT Group mình. Rồi, cũng có một số anh chị tham gia cái buổi ngày hôm nay rồi nè, thì chúng ta có thể mở mic lên để giao lưu trao đổi với nhau, hoặc là các anh chị có thể đặt câu hỏi thông qua hình thức là mình chat ở trong cái khung chat đó, và khi mà Thi nhận được câu hỏi của mọi người thì Thi sẽ cố gắng hết sức mình để mà chia sẻ những cái hiểu biết của Thi để mọi người có thể thông qua đó học hỏi, hoặc là mình trao đổi kinh nghiệm làm việc với nhau ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và khi thấy anh Tâm cũng có một cái câu hỏi đầu tiên, đó là mục tiêu năm nay của Thi là gì và dự định sẽ hoàn tất mục tiêu đó như thế nào. Thì cảm ơn anh Tâm, câu hỏi rất là hay. Tất nhiên mục tiêu của Thi năm nay là Diamond, và mình sẽ hoàn thành cái mục tiêu của mình, nhưng mà nó không phải là mình chạy doanh số để đạt được mục tiêu. Thi thấy có rất là nhiều cái kiểu làm kinh doanh Amway, và một trong số những kiểu làm đáng sợ và đáng ngại nhất đó là mình hoàn thành mục tiêu bằng bằng mọi giá, đúng không? Và cái giá phải trả rất là đắt, đó là chạy doanh số, mà nó khiến cho cái hệ thống nó không bền vững. Thì Thi vẫn đang xây dựng cái nhánh cuối cùng của mình cho mục tiêu Diamond, nhưng mà đối với Thi thì Diamond nó chỉ là một cái cột mốc để mà mình khẳng định rằng là SCT của mình có Diamond, chứ nó không phải là cái đích đến cuối cùng. Cho nên là nếu như mà chọn nó là đích đến cuối cùng, thì có lẽ là mình sẽ bằng mọi giá mình làm sao để mình đạt 21% cho những cái nhánh mà mình cơ cấu. Nhưng mà bởi vì là Thi đang có cái mục tiêu nó lớn hơn, cho nên là mình vẫn là chạy mục tiêu Diamond. Nhưng mà cái việc mà việc lớn hơn mà Thi đang muốn làm đó là mình xây dựng tiếp những cái nhánh còn lại của mình để cho nó vững vàng hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình mở rộng thêm những cái nhánh mà mình chưa có. Thì hiện tại thì kết thúc tháng này thì Thi sẽ có được 5 nhánh Platinum. Nhưng mà 5 nhánh Platinum đối với Thi, nó khi mà Thi nhìn nhận thì Thi thấy là nó vẫn chưa có đạt được cái độ vững vàng cần thiết. Cho nên là mình vẫn cố gắng để mà tìm mọi cách cho các nhánh đó họ vững hơn, số lượng lãnh đạo nó nhiều hơn, cũng như là cái năng lượng của các lãnh đạo trong các nhánh đó mạnh hơn nữa. Thì đó là cái mục tiêu, cái ưu tiên của Thi. Cái ưu tiên thứ hai đó là mình xây dựng những nhánh riêng, nhánh mới của mình. Thì tại sao lại xây dựng những cái nhánh riêng và nhánh mới? Bởi vì là trong kinh doanh Amway, Thi không biết các anh chị sao, nhưng mà lúc mà Thi chạy mục tiêu Emerald á, thì Thi không nhìn mục tiêu Emerald, mà Thi nhìn mục tiêu là bốn nhánh Gold trở lên. Thi nhớ cái năm cách đây 2 năm, khi lúc mình thiết lập mục tiêu đầu năm á, thì Thi có viết thư cho tuyến trên, Thi chia sẻ cái mục tiêu đó là mình sẽ có từ 4 đến 5 nhánh tách. Thì mình cắm đầu mình làm chuyện đó, và khi mà mình làm cái việc là mình nỗ lực trong cái năm đó, mình làm thị trường, mình xây dựng, mình hỗ trợ tuyến dưới, mình phát triển chiều sâu, mình làm sâu rất là nhiều tầng, có những nhánh thì làm tới tầng thứ 8, tầng thứ 9, thì kết thúc cái năm đó là mình cũng có được 3 nhánh tách. Và năm tiếp theo nó kéo theo thì xuất hiện 4, thậm chí là 5 nhánh tách, và bây giờ đây là có được 5 nhánh Platinum. Thì khi nhìn lại cái chặng đường trước, mình mới nghĩ rằng là nếu như mà mình chỉ chăm chăm mình làm một hai nhánh đó, đôi khi nó rất là áp lực. Lúc mà Thi nói chuyện với chị Quỳnh Châu, chị cũng nói cái điều đó, nếu như mình chỉ chăm chăm mình làm một hai nhánh nhiều khi nó mệt lắm, tại vì mình còn rất là nhiều thời gian. Nhưng nếu như mà mình quay trở lại mình làm 4 5 nhánh một lúc,
giống như cái lúc mà thi chạy một cái IMR, thi nghĩ giống như bây giờ giai đoạn nên là giống như giai đoạn thi đang chạy IMR lần thứ hai vậy đó, thì mình tiếp tục mình xây thêm 4 đến 5 nhánh mới nữa, nhánh 4 đến 5 nhánh tắt nha, để mình phục vụ cái mục tiêu 2 năm tiếp theo, năm nay và năm sau. Thì năm sau mình sẽ trở thành EDC, bởi vì EDC thì các anh chị biết là phải cần có có 6 nhánh, và dưới đó là có 10 điểm, 10 điểm nó dùng cái từ là 10 điểm QC, tức là phải có một QC là tương đương với một founder platinum, một IMR là tương đương với một 1,5 điểm QC, một 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 nhánh diamond là tương đương với 3 điểm QC. Thì thi đang nhắm tới mục tiêu đó, cho nên là câu trả hỏi của anh Tâm là mục tiêu năm nay của thi thì mục tiêu của thi là diamond, nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng việc là mình xây dựng cho những cái nhánh sâu bên dưới, mình hỗ trợ cho các bạn có được cái nền tảng kiến thức cũng như là có được số lượng lãnh đạo cần thiết để nó vững vàng hơn. Cái việc đó nó quan trọng hơn, bởi vì năm nhánh cũ mà họ vững vàng, họ mạnh mẽ thì mình mới có được giống như là hậu phương vậy đó, mình mới cảm thấy rằng là nó an an lòng, an tâm để mà mình đi dồn nhiều sức hơn cho những cái thị trường mới đó. Thì trả lời cho câu hỏi của anh Tâm như vậy. Và cái mục tiêu, cái mà Thi đang rất là tập trung đó là xây dựng năm cái nhánh đó thật vững và mở thêm 4 năm nhánh mới, và thông báo với mọi người là Thi cũng đã bắt đầu nhen nhóm có rồi đó, tức là nhen nhóm có được ba anh chị họ 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 có ý định phát triển kinh doanh, cũng có chút cam kết nhưng mà nó chưa thực sự mạnh mẽ, nhưng mà có ý định là tốt rồi. Thì Thi đang cố gắng làm việc với các nhánh đó để phát triển sâu bên dưới. Từ bây giờ cho tới cuối năm nay là mục tiêu làm sao để các nhánh đó họ phát triển sâu 10 tầng, giống như là những gì mà thầy cô hướng dẫn. Thì cái chuyện có nhánh tách là cái chuyện sớm muộn thôi, chứ nó không phải là không làm được đó. Cho nên là mình biết cách làm thì mình thấy nó không có khó khăn. Đấy, thì chia sẻ với mọi người như vậy ha, và đang đang rất là tập trung cho việc là làm với các bạn bên dưới cũng như là các nhánh mới. Rồi, các anh chị nào có câu hỏi nữa không ạ? Cái chương trình này thì đúng là AMA là hỏi mọi điều, nhưng mà cái điều mà Thi nghĩ nó quan trọng nhất đó là những cái mà nó liên quan tới tới công việc của anh chị á, của mọi người á. Đặc biệt ở đây là những anh chị nhà phân phối mới này, hoặc là những anh chị mà đang đang chạy mục tiêu hào hứng. Mình cảm thấy mình có những cái khúc mắc, có những cái điểm mà mình chưa có thông, hoặc là có những cái điểm mình thấy rằng là mình cần được giải đáp, hoặc là thậm chí là tâm sự, thậm chí là các anh chị muốn tâm sự thì mình có thể tâm sự. Ví dụ như mình làm việc chỗ này chỗ kia nó chưa ổn, hay là mình làm mình thấy rằng là bản thân mình có cái điểm nào nó chưa có tốt giống như là mình kỳ vọng, thì có thể chia sẻ để mà thông qua đó thì nếu như thì có cái sự đồng cảm thì Thi sẽ cố gắng bóc tách những cái việc mà Thi hiểu biết trong cái vấn đề của anh chị, để chúng ta có thể thông qua đó mình giải quyết được vấn đề của nhau. Thi thấy là có cô Vân hả, tức là chị Thu là mở mic, thì không biết là mọi người có đang định chia sẻ gì không. Anh chị nào có ý định chia sẻ gì thì mình giơ tay lên ha, mình giơ tay ha, tại vì là như vậy thì Thi sẽ biết được là ai để Thi có thể là mở mic cho mọi người cũng như là giao lưu với mọi người. Rồi còn nếu như anh chị nào cảm thấy là mình chưa có muốn mở mic lên mà mình muốn nó private, nó riêng tư hơn, thì có thể là trong cái khung chat đó, nó có cái phần là chat riêng á, mọi người chat riêng với cái nick của Thi. Nick của Thi hiện giờ là FCT Group đó, để Thi sửa lại cái tên đó, thì lúc đó Thi cũng có thể hiểu được câu hỏi của mọi người để chia sẻ với mọi người ha. Ồ, cũng đông quá nè. Có chắc là cô Vân đúng không? Chào cô Vân. Có chị Thu, có Trang, có chị Hạnh, có Upline Thiên Nga, có bạn Minh Trang. Minh Trang như là bạn mới đúng không? Chị Lan Anh, chị Hồng, chị Châu Diệu, chị Chi. Như chị Chi cũng mới nè, mình mới thấy cái tên này. Chị Bông, chị Tiên, chị Mai Nguyễn. Ồ, rất là nhiều luôn. Cũng có nhiều anh chị mới rồi, cũng có nhiều anh chị không mới. Rồi thì mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi nha, bất cứ câu hỏi gì nha, bất cứ câu hỏi gì mà trong phạm trù hiểu biết của Thi, tất nhiên liên quan tới em quay. Hello. Ok, nếu như mà mình chưa có câu hỏi á, thì Thi
chia sẻ với mọi người một chút xíu về cái giá trị của cái kinh doanh này ha. Năm nay là năm thứ 7 thì làm kinh doanh Amway. Nhớ lại những cái ngày đầu tiên, ngày xưa khi mà mình mới bắt đầu vào cái công việc kinh doanh này nè, thì mới biết luôn á, mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi nha, thì sẽ kể chuyện thôi. Mới biết luôn là lúc đó là năm 2009, thì khi đó là Thi còn đi học năm thứ 2 đại học kinh tế chuyên ngành marketing, đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Sài Gòn và mình ở nhà của một người dì, tên là dì trong gia đình, dì Thu Hương. Dì Thương là một người dì mà Thi nghĩ rằng là như mẹ, tức là lo lắng tất cả mọi thứ trong gia đình, bên ngoài. Dì là một người rất là thành đạt trong công việc truyền thống, và thông qua cái sự thành đạt của mình thì dì giang tay ra giúp đỡ rất là nhiều, giúp đỡ cho gia đình Thi rồi rất là nhiều gia đình khác. Thì trong đó có một cái việc giúp đỡ đó là dì cho Thi ở nhờ để mà học đại học. Thì trong cái quá trình mình ở như vậy ở nhà dì thì mình thấy là khi mà mình có được cái sự thành công, cái sự thành công rồi đó, mình có được tài chính tốt, mình có được cái sự đảm bảo, thì lúc đó mình làm được nhiều việc cho nhiều người xung quanh, và Thi rất là ngưỡng mộ cái hành động đó. Thì mình cũng nghĩ rằng là ồ, một ngày nào đó nếu như mà được thì mình sẽ làm cái việc như vậy. Nhưng mà lúc đó thì mình mới sinh viên thôi, đi làm thêm bên ngoài thì cũng không có nhiều tiền để mà có thể làm được nhiều việc. Thì năm 2009 là lúc đó dì Thu Hương cũng đang chuẩn bị cái giai đoạn để về về hưu, tức là chuẩn bị cho việc chuẩn bị về hưu. Thì dì có biết tới kinh doanh Amway thông qua sự chia sẻ của cũng là dì dượng trong gia đình của mình luôn, mà là từ phía Upline Thiên Nga, dì Thiên Nga và dì Phạm Hùng. Thì lúc đó là dì Thiên Nga là con của anh ông ngoại ha, rất là xa, cũng không xa lắm, nhưng mà ý là bên nhánh khác. Thì khi mà Thi thấy dì dượng của mình làm như vậy thì Thi cũng cũng rất là ngạc nhiên, tức là mình thấy ồ, cái công việc này chắc là cũng có giá trị gì đó thì dì dượng làm, nhưng mà mình cũng để nó thoảng qua thôi, nó trôi qua thôi. Mình nghe mọi người nói em quay thì mình nói em quay, và mình thấy dì dượng mình làm và mình rất là ngưỡng mộ dì dượng mình, cho nên là mình nghĩ là ồ, dì dượng làm thì chắc là nó tốt, như vậy thôi là Thi không có làm. Và Thi nhớ hồi đó là upline Phạm Hùng của mình nè, hồi xưa là dượng đó, Phạm Hùng là cũng mới làm cái dượng mới, dượng có hẹn Thi mấy buổi luôn. Một buổi là gặp ở một cái quán cà phê bên Phan Xích Long nè, rồi một buổi là gặp ở nhà nè, ôi rất là nhiều buổi. Nhưng mà mình nghe mình thấy nó cũng như gió thoảng qua vậy đó, nước chảy đầu vịt vậy đó, nó mình không có để ý. Rồi mình cũng được dượng mời đi center nè, nhớ là hồi đó là mời đi một cái chương trình center được tổ chức bởi chị Phi Phương và anh Bắc ở cái văn phòng cũ. Mình tới rồi mình cũng chẳng làm, rồi đi Big C, rồi mình lúc đó là thầy Pibun chia sẻ mình cũng chẳng làm, rồi mọi người tới nhà làm hall meeting với dì Hương, rồi mình ngồi mình coi, rồi mình đi lại đi học về cái mình thấy vậy mình cũng bỏ lên gác, mình học bài tiếp, mình cũng chẳng đụng tới. Nhưng mà tới năm 2014 thì mình mới quyết định mình làm. Cho nên là muốn kể một cái câu chuyện như vậy cho mọi người để đồng cảm với lại anh chị, những anh chị ở đây mình đang đi làm thị trường nè. Khi mình làm thị trường có rất là nhiều những cái tình huống như vậy. Đôi khi có những người mình chia sẻ nhưng mình thấy họ rất tiềm năng, nhưng mà cái lúc đó nó chưa phải là cái thời điểm họ sẽ làm. Thì nghĩ lúc đó là Dượng Dượng Phạm Hùng, tức là upline của mình bây giờ, cũng thấy rằng là Thi rất là tiềm năng, nhưng mà nó không phải là thời điểm, cho nên cũng cố gắng chia sẻ, nhưng mà rồi thấy chưa phải thời điểm, cho nên là cũng tập trung cho những mục tiêu khác. Và sau 6 năm, năm 2014, khi mà Thi có những cái kinh doanh của mình nó không có được như ý, thì chủ động Thi quay trở lại Thi tìm hiểu Amway. Thì lúc đó mình mới bắt tay mình làm, và rất là may mắn là lúc đó là upline Phạm Hùng của mình và upline Thiên Nga là còn làm Amway, và còn làm Amway một cách rất hào hứng, làm Amway rất là đam mê. Cho nên mình nhìn thấy cái sự đam mê, thấy cái sự hào hứng đó thì mình bị cuốn hút, và mình quyết định là làm Amway với người nhà mình. Thành ra khi mà các anh chị đi bảo trợ một cái người nào đó, hoặc là mình chia sẻ một cái cơ hội kinh doanh Amway này với một người nào đó, có thể cái lời từ chối của họ cái lúc đó là họ nó chưa phải thời điểm, nhưng mà nếu như mà mình còn tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cộng tác với hệ thống, tiếp tục làm, tiếp tục phát triển bản thân, tiếp tục xây dựng những cái nhánh khác, thì tới khi mà thời cơ nó tới, thời điểm nó tới, mà lúc đó mình còn làm và làm thành công, thì cái người tiềm năng đó họ cơ hội rất là lớn, đúng không? Cái khả năng rất là lớn là họ sẽ làm với mình. Đó, thì muốn động viên mọi người bằng một câu chuyện nhỏ như vậy đầu tiên. Thì có nhận thấy có vài câu hỏi của các anh chị nè. Thì có câu hỏi của, chắc là Thi sẽ đọc từ trên xuống dưới ha.
Câu hỏi của chị Thu. Chị Thu hỏi là khi bảo trợ, bạn nói là thôi bạn sợ học lắm, không thích học đâu, vậy chắc là từ chối khéo phải không UL, à, phải không apply. Mình nghĩ là họ từ chối thì họ từ chối, mà mình nghĩ rằng là họ chưa đúng thời điểm thì chưa đúng thời điểm. Mình nghĩ sao nó ra vậy. Thì đó, như cái câu chuyện mà Thi kể với mọi người lúc nãy đó, ngày xưa khi mở apply Phạm Hùng mời Thi tham dự center, Thi tới Thi coi rồi Thi cũng muốn ngoảy Thi đi về à. Rồi Thi nghe mọi người nói, nghe apply phân tích hoa hồng xong rồi Thi cũng nói ừ hay, nhưng mà rồi Thi cũng làm chuyện của Thi à. Thì thực ra là nó không có đúng thời điểm, nhưng mà sau này mình làm thì mình làm rất là nghiêm túc, cho nên là mình sẽ không biết được chính xác nó như thế nào đâu. Nếu như hồi đó cái phản ứng của Thi như vậy và apply Phạm Hùng nói rằng là ôi thôi thằng này nó không làm đâu, vậy là từ chối rồi, không không đụng tới nữa, thì ngày hôm nay chắc gì đã có một emerald là Thi xuất hiện, đúng không ạ? Cho nên chị Thu, đôi lúc mình chia sẻ vậy đó, những cái ca, những cái lần đầu tiên mình nói với họ, họ họ sẽ có những cái phản ứng như vậy, vì đa phần mọi người sẽ không thích một cái gì đó nó quá mới mẻ. Nhưng ở trong cái công việc kinh doanh Amway này, thầy Pibun á, thầy có nói đó là, chắc là anh chị có biết thầy Pibun. Thầy Pibun nói rằng là mình đi tìm cái người chăm chỉ và có ước mơ. Mình đi tìm cái người chăm chỉ và có ước mơ. Ông thầy ông dùng từ rất là chính xác, đúng, rất là ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, chăm chỉ và có ước mơ. Như vậy thì khi mà mình nói chuyện với một người bạn, mình nói với họ cái họ nói là tôi cũng có ước mơ, tôi cũng có muốn có thu nhập, tôi cũng muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, tôi cũng muốn là mỗi buổi tối về tôi có thời gian cho tôi làm thêm, tôi có thêm cái này cái kia. Tôi muốn có thu nhập. Nhưng mà mình rủ họ đi chương trình á, hoặc là mình rủ họ học cái này cái kia á, họ thấy thôi lười quá. Thì cái người đó có đạt được cái tiêu chí như thầy nói không? Thầy nói là người chăm chỉ và có ước mơ. Đôi khi chúng ta gặp cái người có ước mơ nhưng mà họ không chăm chỉ. Hoặc là đôi khi chúng ta gặp cái người rất là chăm chỉ nhưng mà chưa có ước mơ. Cái người mà có ước mơ mà không chăm chỉ thì chắc chỉ có ở nhà nằm ngủ và uống rượu thôi, chứ cũng chẳng làm được gì, đúng không? Không chăm chỉ sao làm bất cứ cái gì bên ngoài cũng khó thành công. Nhưng mà cái người họ chăm chỉ mà họ chưa có ước mơ, họ vô trong môi trường này đôi khi họ lại có ước mơ. Thành ra khi mà mình nói chuyện với một người á, mà mình thấy là mình mời họ tham gia cái này, mời tham gia cái kia, mình cố gắng, mình gặp họ rất là nhiều lần để phân tích giải thích cho họ, nhưng mà có vẻ như họ không có chăm chỉ, họ chỉ thích nằm nhà coi tivi thôi. Họ thích rằng là sau giờ làm, họ ở nhà đọc truyện, coi phim, lướt Facebook, rồi cuối tuần họ họ thích những cái việc là đi chơi, đi ăn, đi nhậu, đi câu cá, tạc lon, đúng không? Bắn bi đó, thích những cái vậy. Thì có lẽ chưa chưa phải là cái thời điểm để họ chăm chỉ, đúng không? Mình vẫn tiếp tục mình giữ cái mối quan hệ với họ, lâu lâu nói chuyện, nhưng mà tìm cái người chăm chỉ đi, tìm tiếp đi. Thì tin chắc là trong cái mối quan hệ của mình sẽ có người chăm chỉ, chắc chắn sẽ có người chăm chỉ trong cái mối quan hệ chúng ta đang gặp, đang là đang có đó. Cho nên lời khuyên của Thi với chị Thu là em không biết là bạn đó có từ chối hay không nha, em không dám khẳng định, nhưng mà có thể là chưa đúng thời điểm. Và chị Thu là người nói chuyện với người bạn đó nhiều, cho nên có thể chị Thu cũng biết rằng là người đó phải làm, có phải là một cái người rất là chăm chỉ giống như cái tiêu chí thì chị Pibun đưa ra không. Nếu như mà họ họ không phải như vậy thì thôi, mình dành thời gian cho người khác, mình dành cái cơ hội tuyệt vời này cho cái người họ trân quý đó, họ họ chăm chỉ. Còn một ý nữa trong cái câu của chị đó là đôi khi những cái người mới ấy, khi mà mình mời họ tham dự một cái chương trình, nó cũng hơi khó, bởi vì là chưa có quen, người ta chưa có quen. Đôi khi là cái công việc của họ hồi nào đến giờ, hoặc là cái môi trường họ sống nó không có quen với cái việc tham dự những cái buổi hội thoại và hội thảo và học hành rất là nhiều, không quen. Cho nên khi mà mình đề cập, mình mời họ, họ cũng ngại, thì đó cũng là một cái phản ứng bình thường. Thì nếu như mà họ ngại tới cái chương trình của mình, thì thầy có nói một cái câu nữa mà thi thấy rất hay luôn, đó là họ không tới chương trình hội thảo, họ không tới sự kiện, họ không tới center, thì mình mang center tới nhà họ. Mang center tới nhà họ không phải là mình tới mình làm đi chán center nha, nhưng mà mình sẽ tổ chức cái house meeting ở nhà họ. Cái việc mà mình tổ chức house meeting ở nhà họ, rồi thậm chí mình tổ chức house meeting ở nhà mình đó, nó đơn giản hơn và nó dễ để người ta tiếp cận hơn. Nhân đây cũng nói luôn cái chuyện làm house meeting.
Các anh chị nào mà đã làm MQ được trên 12% á, bằng mọi cách phải học được và tự tổ chức được house meeting. Bởi vì là đó, mình mời người ta không đi nè, chị Thu mời người ta không đi. Nhưng nếu như mà chị biết cái cách làm house meeting, chị biết cái cách nói OVP, chị biết cái cách phân tích hoa hồng, chị biết cái cách chia sẻ những cái giá trị tốt đẹp của MQ, chị biết kể kể chuyện MQ, kể những câu chuyện của người thành công ở trong MQ, chị biết nói về những cái điều hay ở trong MQ, đúng không? Thì bữa đó chị đâu cần phải mời người ta tới, chị có thể tới nhà người ta để nói được mà. Ví dụ nha, mình đi center, cái bữa đó mình nghe tuyến trên chia sẻ một cái bài rất là hay, đó là sắp xếp thời gian. Thì bữa đó mình tới nhà người ta mình nói cái ý đó, mình không cần phải mở slide ra nói chuyên nghiệp giống như các platinum đâu, nhưng mà mình có thể nói cái ý đó được, cái ý của cái bài đó. Hoặc là một buổi mình đi tối thứ tư nè, mình học về sản phẩm, mình như ngày hôm qua đi học về tiểu đường đúng không, mình thấy hay quá mà mình mời người ta không học, thì mình tới nhà người ta mình nói cho người ta nghe cái đó đi, mang center tới nhà họ. Thì thấy cái dịch Covid này á, nó làm cho chúng ta trở nên hay hơn ở chỗ là được rất là tốt, nhưng mà nó làm cho chúng ta lười hơn ở chỗ là chúng ta không có chịu học và tiếp thu một cách chuẩn chỉnh, hoặc là chú tâm để chúng ta có thể sao chép những cái kiến thức đó, tiếp thu những kiến thức đó và đi ra ngoài chia sẻ lại đó. Cho nên là thì bây giờ thì nó cũng thoải mái hơn cho cái việc đi lại và gặp gỡ rồi, cho nên là thi động viên những anh chị, ví dụ như chị Thu trong tình huống này, chị hãy học những cái chương trình ở trong center một cách thực tế, gọi gọi tắt là thực học đó. Học mà hiểu đó. Hiểu thật là sâu, và mình tìm cách để mà sau cái buổi học đó mình nói lại được, có thể không cần phải nói chuyên nghiệp giống như ở trên đó đâu, nhưng mình nói được những cái ý. Thì những cái tình huống như vậy đó, người ta sợ tham gia các chương trình, thì mình tới nhà người ta mình nói một cái bài 5, 7 phút, 10 phút vậy thôi, rồi mình lại làm những cái công việc thường nhật khác, mình nói chuyện với người ta khác. Thì như thế nó sẽ giúp cho mình dần dần mình gieo được những cái giá trị của Amway vào trong tư tưởng của họ. Mình gieo vào đó, mình cứ gieo vào đó chị, mà mình gieo càng nhiều á, thì cái cơ hội để mà mình trong cái số những cái hạt giống đó, cái cơ hội để mà nó phát triển thành những cái cây cổ thụ á, nó lớn hơn, đúng không? Mình gieo càng nhiều hạt giống thì cái khả năng để có cây cổ thụ nó càng cao, còn mình gieo có một hai hạt thì cũng sẽ có, nhưng mà nó hơi lâu và hơi khó đó. Thì đã trả lời cho câu hỏi chị Thu là như thế. Ha đó, chị Thu gợi ý đó, cảm ơn chị Thu gợi ý hay, thì chị thực hiện nha, thực hiện nha. Rồi câu hỏi tiếp theo của chị Bông, rất là một câu hỏi rất là gọi là sao ta, hợp thời đúng không, đúng thời đúng thời điểm đó, là sắp Tết rồi thì Tết thì làm em quay như thế nào, chị hỏi giai đoạn nào cơ, giai đoạn mà mình làm mà chạy xong mục tiêu rồi thì Tết thì thường là đi chơi, nhưng mà cái giai đoạn thì kể ha, giai đoạn chạy silver, cái giai đoạn mà thi chạy silver, cái tháng silver đầu tiên của thi cũng là tháng Tết, tháng 2 năm 2017. Cái tháng 2 là cái tháng rất là đáng sợ đúng không, cái tháng mà vừa ít ngày nè, rồi Tết nè, rồi nói chung rất là nhiều việc nó xảy ra vào tháng 2, đáng sợ. Thì tháng 2 là em quên như thế nào, bởi vì là cái tháng 2 á, là cái tháng Tết nó ngắn ngày quá, nó ít ngày và mọi người tất bật cho cái chuyện chuẩn bị cho không khí Tết, cho nên là nếu như anh chị nó đang chạy mục tiêu, và cái tháng 2 cũng là một cái tháng mình phải hoàn thành mục tiêu, thì mình phải nỗ lực nhiều hơn so với các tháng còn lại, đúng không ạ? Ví dụ như những tháng còn lại 30, 31 ngày và nó không trúng Tết, thì mình làm với cái mức năng lực của mình là 100%, nó được cái kết quả là, ví dụ thì lấy ví dụ là tháng Q đi, được 21%, 10.000 PV. Nhưng mà cái tháng 2 nó ít ngày hơn, rồi trúng Tết này kia nữa, thì mình phải nỗ lực 200%, thậm chí nhiều hơn, 300%. Tại vì mục tiêu này là mục tiêu của mình mà. Đó, rồi làm em quay như thế nào? Thì thấy á, cái công việc kinh doanh em quay này á, mọi người để ý đi, có phải cốt lõi của công việc kinh doanh em quay này là gặp người ta không? Tất nhiên mình gặp rồi có mình chia sẻ đúng không? Mình sẽ làm 3S và 1M, nhưng mà không gặp được ai thì sao làm 3S? Cho nên là cái việc mà quan trọng, rất rất quan trọng luôn đó là gặp được. Gặp xong rồi cái ứng dụng cái kiến thức của mình vào để làm 3S. Như vậy cái tháng Tết này nè, lại là một cái tháng nó rất là thuận tiện cho việc gặp. Thông thường không có dịp gì để gặp hết á, không có lý do gì để gặp hết á, nhưng mà bây giờ Tết, Tết thì cuối năm rồi, hay là gặp nhau một cái đi. Bây giờ là thi mấy mấy nay là thi rục rịch cái chuyện gặp cái vụ Tết này nè. Là thi bắt đầu thi để ý lại, thi rà soát lại những cái người
mà mình chưa nói Amway với họ, những cái người thầy thầy Dũng từ tiếng Anh là prospect, những cái người tiềm năng mà mình chưa có nói Amway với họ. Ví dụ nha, đồng nghiệp của mình nói hết 10 người rồi, nhưng mà còn một người nữa, ví dụ như cái anh bảo vệ ở phía trước đi, mình chưa nói với anh. Hoặc là bạn học của mình, bạn cấp 3, mười mấy 20 người, mình mới nói được có 5-7 người, còn lại nhiều quá mình chưa nói. Thì bây giờ là tháng này là mình tìm cách mình gặp họ. Gặp là gì? Cuối năm rồi, hay là gặp nhau cà phê nói chuyện. Gặp thôi, tại vì lâu quá mà. Gặp. Và khi gặp lại như vậy thì mình làm gì? Mình làm cái động tác mà thầy hướng dẫn là check form nè. Mình check xong mà mình thấy cái người này có nhu cầu phát triển kinh doanh, hoặc là cái người này họ cũng đang tìm kiếm một cái điều gì đó, và họ là cái người chăm chỉ, thì mình chia sẻ cơ hội kinh doanh với họ. Hoặc là mình gặp mình nói chuyện mà mình thấy họ đang có vấn đề gì về sức khỏe, thì mình chia sẻ sản phẩm cho họ. Hôm qua thì kể với mọi người đó, thì có post trong mấy cái nhóm đó, là hôm qua thì có một cái cuộc hẹn với anh Tâm, với một bạn tiềm năng. Bạn đó không tới, hủy hẹn. Thì mình chờ xong một tí, mình thấy ôi có vẻ người này không tới, mà Thi thì không muốn mất thời gian. Cái nhân tiện là cách đó tầm 200-300 mét thì có một cái người khách hàng Smartfit, và cái người đó vừa mới mở quán cà phê. Thì Thi chạy qua ủng hộ, mua ly cà phê ủng hộ. Và rất là may là bữa đó chị đó, chị có mặt ở quán cà phê của chị. Thì khi mà mình mua cà phê ủng hộ thì chị gặp mình rất là vui vẻ, ngồi nói chuyện. Nói tới nói lui xong mình thấy ôi trời, gần Tết mà chị mở quán thế này thì chắc là stress lắm. Cái chị mới bảo là ừ đúng rồi, tối về không ngủ được luôn. Vậy là mình tư vấn một cái bộ để mà nó giảm bớt stress đi và bán được. Đó, nó rất là đơn giản. Cho nên là Tết hay là không Tết thì Thi nghĩ là cái giai đoạn trước Tết là giai đoạn rất là dễ để có những cuộc hẹn, đúng không? Hãy hẹn đi. Nhưng khi mà mình đi gặp á, nếu như mình thấy là năng lực của mình nó chưa có lớn thì nên đi với tuyến trên, để thông qua đó nhờ tuyến trên chốt hộ một số sản phẩm, hoặc là chốt những cái thông điệp mà mình muốn truyền tải cho người ta về kinh doanh Amway. Nhưng nếu mà mình tự tin với năng lực của mình học, mình có ghi chép, mình có thực hành, và mình thấy rằng là mình có thể nói được những điều mình học, thì cứ đi gặp, đừng sợ sai, mọi người cứ làm đi. Đó là trước Tết. Trong Tết thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì không biết là quay sao ha, cũng hơi khó, đâu có ai gặp. Nhưng mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 lại là cái mùng mà mình rất là dễ gọi điện để làm gì à, hâm nóng mối quan hệ nè, hoặc là gọi điện để làm gì, chúc Tết của đầu năm mà, đúng không? Mình chúc Tết một lượt hết tất cả những anh chị đồng nghiệp ở trong SCT rồi, mình chúc Tết cho đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ hết rồi, chúc Tết cho khách hàng xài sản phẩm hết rồi, thì bây giờ mình chúc Tết cho những người tiềm năng trong danh sách của mình. Danh sách của mình cả 100 người mà, cho nên chắc chắn có những người tiềm năng mình chưa tiếp cận, thì bây giờ mình gọi điện mình chúc Tết. Nó ôi trời lâu quá, tự nhiên Tết năm nay muốn gọi điện chúc mừng anh con, chúc mừng năm mới, rồi có hỏi thăm sức khỏe. Rồi thông thường á, mọi người để ý người Việt mình nè, chúc Tết xong này kia cái câu chốt á, hay chốt vậy nè, bữa nào gặp nhau một cái ha, đúng không? Hoặc là hôm nào gặp nhau cà phê, đúng không? Thì thông thường cái câu đó là một cái câu chốt cái buổi nói chuyện, và nó không có gợi mở ra một cái tương lai tươi sáng. Thì hay để ý cái câu đó lắm. Ví dụ như bạn thì nó nói ô hôm nào cà phê, cái thì mới nói ừ hôm nào cà phê ha, nhưng mà đang ở gần đây nè, thôi tuần sau đi, tầm mùng 6 hay mùng 7 hay mùng 10 là gặp nhau được, mình gặp nhau cái đi, chứ hôm nào là hôm nào ha, mùng 6 được hay mùng 7 được, chốt hẹn. Hẹn xong cái đầu năm, nhiều khi đầu năm là khai trương được đơn hàng thông qua cuộc hẹn đó, đúng không mọi người? Đó, Tết làm em quay như thế nào thì thấy Tết thì đúng, thật sự thời gian nó ngắn, nhưng mà nó cái không khí Tết là ai cũng vui vẻ hết đó, rất là chào đón đó. Cho nên là Thi nghĩ là mọi người mạnh dạn lên, tận dụng cái không khí này, cái không khí lễ Tết, cái không khí mà mọi người thích gặp nhau này này, mình gặp và khi gặp chắc chắn sẽ làm được cái điều gì đó, có thể bữa đó bán được hàng, hoặc là có thể bữa đó mình gieo vào trong tư tưởng họ một số những cái thông điệp về Amway, hoặc là cái bữa đó mình chia sẻ với họ về OPP, hoặc là bữa đó có rất là nhiều cái để mình có thể làm được trong một cái cuộc hẹn. Nhưng mà một cái cuộc hẹn nó nên là một cái cuộc hẹn cà phê tầm một tiếng rưỡi, hoặc là tới nhà người ta hay sau đó, mà nó trong giai đoạn khoảng chừng một tiếng rưỡi hơn. Nếu như mà cái cuộc hẹn mà nó chỉ là ăn uống á, thì thường chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung là ăn uống, cho nên là khi mình chia sẻ cái giá trị này giá trị kia thì nó cũng sẽ không có được trọn vẹn đó. Cho nên thì đề xuất là các anh chị có gặp thì mình tập trung vào cái khung thời gian mà mình có thể làm em quay được, mình nói chuyện em quay được, và bớt những hoạt động
ngoài rìa mà nó không liên quan tới em quay đó. Thì thông thường thì thích ăn gặp cà phê hơn là đi ăn, tại vì đi ăn nó mình mất đến 30 đến 40% cái thời gian và cái năng lượng cho cái việc ăn rồi, nó không có nói được nhiều, nhưng cà phê thì nói được nhiều, tại uống cà phê ít năng lượng hơn, nó ít tốn thời gian hơn đó. Rồi gần Tết thì làm gì? Gần Tết mọi người hay có gặp nhau cuối năm đúng không? Thì không nói cái chương trình trên TV nha, mà là cái chương trình mọi người gặp gỡ nhau á. Có phải là gần Tết là mình hay có những cái buổi tất niên nè, mình hay có những cái buổi ăn uống gặp gỡ nhau nè, tổng kết cuối năm nè. Thì có nhớ là khi có làm house meeting, home party với anh chị nào đó vào trong cái dịp gần Tết và cũng ra được cái gì đó, thì nhớ là như vậy, tự nhiên không có nhớ rõ. Thì khuyến khích mọi người là cuối năm này nè, cũng có thể cái tình hình gặp gỡ nhau nó cũng thuận tiện hơn rồi, thì chúng ta hãy tổ chức những cái buổi home party tại nhà đi. Bao nhiêu năm rồi mình chưa có mời bạn bè tới nhà ăn một buổi, thì bữa nay mình mời những cái người bạn đó tới nhà mình làm bữa đi, home party, tổ chức home party, nấu cái món gì đó bằng nồi Queen, rồi hoặc là mỗi người đem tới một món gì đó và mình sẽ biểu diễn cái món bằng cái nồi của mình đó. Rồi khi mà người ta tới nhà, người ta chuẩn bị nấu nướng cái gì đó thì mình cho họ rửa rau nè, rồi cho họ lau nhà nè, đó cho họ làm cái việc này việc kia, và họ phải sử dụng những cái sản phẩm em quay để làm, thì mình demo luôn rồi đó, đúng không? Đó rồi nếu như mà bữa đó mình thấy một mình không có kham hết thì mình có thể mời thêm vài tiếng trên tới để hỗ trợ mình đó. Nhưng mà cái bí quyết của cái việc mà làm những cái buổi nấu ăn gặp gỡ như vậy á, là mọi người thứ nhất có cái nồi, thứ hai á là đừng có làm hết việc mà hãy chừa ra một vài việc để cho bạn bè người mới tới làm, ví dụ như rửa rau này. Rửa rau là phải dùng desktop đúng không? Đó lau bàn lau ghế là phải dùng LOC đúng không? Đó pha nước phai tô thì phải dùng phai tô rồi đúng không? Luộc gà nấu cái này nấu kia là phải dùng nồi Queen đó. Vậy là mình có một cái buổi minh họa sản phẩm thông qua nấu nướng, thông qua làm việc nhà đó một cách rất là tự nhiên đó. Rồi trong cái buổi ăn đó thì chắc chắn sẽ có nói tới cái chủ đề em quay, thì hãy để ý những cái người tích cực với em quay, để cái buổi đó mình ngồi gần cái người đó, mình rỉ rả mình nói chuyện với cái người tích cực đó. Còn mấy cái người mà tiêu cực với em quay thì tạm thời mình cứ để cho họ nói những cái chuyện khác, đừng có cãi với họ đó. Thì đó là một số những cái gợi ý, những cái lưu ý mà các anh chị có thể làm trong cái dịp gần Tết, thậm chí là sau Tết. Nói để trả lời cho câu hỏi của chị Bông hơi dông dài một chút, nhưng mà tại không ai hỏi cho nên là sẽ nói nhiều cho cái ý đó. Rồi cũng có nhiều anh chị tham gia mới nè so với lúc nãy. Xin chào chị Hoàng Châu bên Anh Nhân. Ồ nhiều anh chị mới quá. Các anh chị có câu hỏi hoặc là có những cái thắc mắc của mình liên quan tới công việc kinh doanh thì có thể cùng với nhau chia sẻ ở đây ha. Hoặc là anh chị nào mà muốn tâm sự thì mình cứ mở mic lên mình tâm sự. Thì chỉ cho mọi người nè, để mà đỡ ngại mọi người có thể đổi tên, hoặc là mình mở phần mềm Chipmunk nói đùa ha, để mà mình có thể tâm sự với nhau. Anh chị nào mà thấy rằng là mình làm có những khúc mắc nào đó cũng có thể kể lên được, cứ giơ tay thì sẽ mở mic để mọi người kể, mọi người nói chuyện với nhau ha. Hello Đạt. Rồi hello chị Trâm. Ồ có nhiều anh chị mới vào này, mọi người đặt câu hỏi đi, mọi người có câu hỏi gì liên quan mọi người đặt đi. Rồi cảm ơn chị Bông, đầy đủ và cần thiết. Cố lên nha. Tết đó, thời gian thì nó ít nhưng mà mình có thể gặp được nhiều người. Thì thấy có anh chị giơ tay, chị Mai Nguyễn em mở mic cho chị nha. Rồi xin mời chị Mai. Alo, Thi nghe chưa Thi? Dạ rồi chị. Chị muốn hỏi một cái câu này, mặc dù là nó cũng thường xuyên bị nhiều người hỏi rồi và cũng được nhiều lần trả lời, nhưng mà sáng nay chị mới gặp một bạn, bạn muốn mua Omega 3, cái chị mới giải thích về các cái lợi điểm về sản phẩm của mình. Rồi sau đó bạn nói là nhưng mà cái sản phẩm này dành cho trẻ trên 12 tuổi, con của bạn thì chưa tới tuổi đó. Cái chị mới nói là cái này là cái quy định của bất kỳ sản phẩm nào lưu hành trên thị trường thực phẩm bổ sung. Về thêm một lý do nữa là chị nói là nhưng mà thành phần của mình đó, sau khi mình xem rõ bên trong đó, thì nó chỉ là dầu cá hồi thôi, chứ nó không có cái chất gì khác mà trẻ dưới 12 tuổi mà không dùng được. Cứ yên tâm dùng, tại vì con của chị 2-3 tuổi là đã dùng rồi. Nhưng mà bạn cứ khăng khăng bạn nói là cái đã dán trên nhãn mác là 12 tuổi rồi thì bạn không không có dám dùng. Bạn sẽ đi tìm một cái sản phẩm khác mà nó phù hợp hơn. Nếu mà theo Thi thì Thi có cái lý do nào thuyết phục hơn không Thi?
thuyết phục họ mua cái sản phẩm của mình để cho con họ dùng hay chị? Có nghĩa là họ hiểu được cái sản phẩm của mình nó an toàn á, trẻ dưới 12 tuổi vẫn dùng được á. Em nghĩ rằng là chị bán cho đúng đối tượng đi. Ví dụ như dưới 12 tuổi đi, người ta rất là quan tâm, có một số người họ họ tin cái thương hiệu. Thực ra cái người đó họ cái người đó chưa chắc, cái người đó chưa xài Amway đúng không chị? Chưa xài Nutrilite đúng không? Cái người mà khách hàng của chị á. Chị Mai, à chị Mai như là em. Đó, chị Mai ơi. Đúng rồi thầy, đúng rồi thầy, bạn đó chưa Dạ. xài Nutrilite bao giờ. Ừ, bạn đó chưa xài luôn. Nè chị, ví dụ như chị đi, hồi xưa chị chưa có làm Amway, cái có một cái người chia sẻ sản phẩm Amway tới nói với chị chưa xài luôn, chị chưa có biết Amway nó tốt xấu làm sao hết. Cái người ta đưa cho chị nó, ừ, cái này con chị xài được nè. Cái chị nhìn vô chị thấy là của cái này ghi trên 12 tuổi mà sao con tôi xài? Chị nghĩ sao? Chắc chị cũng không dám xài. Ừ. Mình đặt mình vào tình thế của họ đi. Thì nhưng mà tại sao sau này thì chị dám cho con chị xài? À, tại vì mình xài rồi mình thấy nó tốt. Đúng không? Đúng rồi. Mình xài, mình cảm nhận, mình xài một khoảng thời gian mình thấy ồ cái này nó tốt quá luôn, cái mình đi học, mình học mình nghiên cứu mình thấy ồ cái này về mặt sản phẩm và nguyên liệu là mình thấy tốt và con của mình xài được. Rồi mình đi so sánh những cái ở trên thị trường mình thấy ồ mấy cái trên thị trường hồi trước đến giờ mình cho người nhà mình dùng là nó không tốt bằng cái này. Cho nên cái này là đảm bảo con mình xài được. Và lúc đó chị mới đem về cho con chị xài. Ừ, đúng rồi. Thành ra đúng rồi, mình hãy công bằng. À, họ cũng là những người rất là quý gia đình của họ, cho nên những cái gì mà lạ quá họ cũng dám đâu, mình cũng vậy thôi đó. Cho nên cái việc của mình á đó là tập trung vào đúng đối tượng đó. Là em sẽ không có chia sẻ với chị là cái cách nào để bán được cho cái bạn đó đem về cho con bạn nội dung đó, tại vì em không có bán cái chuyện đó. Nhưng mà em sẽ tập, nếu như là em thì em sẽ tập trung và em nói chuyện với bạn đó để bạn đó xài, em demo cho bạn, em chia sẻ về cái giá trị của cái cánh đồng hữu cơ Nutrilite, cái cách người ta tạo ra sản phẩm Nutrilite, cái nguyên lý của Nutrilite, cái lịch sử của Nutrilite, à, tất cả những cái điều hay ho của Nutrilite, và em làm sao đó để mà người đó xài một cái sản phẩm nào đó của Nutrilite hoặc là của Amway, và trong cái khoảng thời gian người đó xài thì em sẽ tìm cách em chăm sóc để người đó thích cái sản phẩm Nutrilite Ok. đó. Chị Mai Rồi. để ý nè, hồi xưa mình có làm cái chương trình đào tạo bán hàng á, thì nó có những cái bước. Bước đầu tiên là người đó mua và sử dụng sản phẩm, cái người khách hàng ở nhà để xây dựng một người khách hàng thân thiết, họ mua họ sử dụng sản phẩm xong, trong cái quá trình mình chăm sóc này, mình tới mình thăm mình nói chuyện, mình thầy Phu dùng cái từ là educate đúng không, mình chia sẻ cho người ta những cái kiến thức về về dinh dưỡng, về sản phẩm, về Amway đó. Mình làm trong khoảng thời gian, mình chăm sóc trong khoảng thời gian rất là dài như vậy, rồi người ta yêu thích, người ta khoái cái sản phẩm này rồi, thì lúc đó mình làm, mình mới làm cái động tác đó là mình mở rộng cái danh mục sản phẩm ở trong nhà người ta, mở rộng danh mục. Tức là sao, ví dụ như họ mua cây kem đánh răng, cái mình nói mình chăm sóc rồi này kia để mình bán thêm home, cái mình nói mình chăm sóc này kia để mình bán Nutrilite đó. Cái họ xài vitamin C rồi thì mình nói để lên double X xài, để xài protein, mục đích không phải là để có vài VV mà mục đích để họ cảm nhận được Nutrilite nó tốt cỡ nào. Rồi sau đó khi mà họ xài xong họ thích rồi, cái mình mới bắt đầu mình hỏi thăm về người nhà, nói ờ, người nhà làm sao, ba mẹ sao, con cái làm sao, có đầu mình dùng kiến thức của mình tư vấn. Lúc đó cái niềm tin của họ nó lớn lắm, tại vì họ xài rồi thấy tốt rồi, cho nên là mình tư vấn thêm cho người nhà, cho người thân, họ rất dễ dàng để ra quyết định mua. Và khi mà một người họ ra quyết định mua cho người thân và gia đình sử dụng thì đó là một cái tín hiệu rất là tốt để thông báo rằng là cái người này là một người khách hàng thân thiết đó. Cho nên đôi khi mình bán cho một cái người mà họ mua cho ba mẹ hay con cái họ xài mà họ không dám mua cũng đúng thôi. Thì mình quay trở lại mình làm cái điều quan trọng đầu tiên, đó là chính bản thân cái người khách đó. Ừ. Anh nhớ nha, bước đầu tiên là bán được một sản phẩm bất kỳ cho một ai đó. Bước thứ hai là họ mở rộng danh mục hoặc là họ lặp lại cái sản phẩm đó. Bước thứ ba là họ mua cho người thân và gia đình. Và cái bước thứ tư để chị thấy rằng là đây là một người khách hàng rất là mê sản phẩm Amway, đó là họ chia sẻ. À, họ chủ động họ chia sẻ trên mạng xã hội, hoặc là họ chủ động họ chia sẻ cho bạn bè, người thân của họ. Họ chưa có thể họ chưa làm nhà phân phối đâu, nhưng mà họ chia sẻ đó, thì lúc đó là một cái dấu hiệu để mình thấy được đây là một người khách hàng thân thiết. À, và cuộc đời này chúng ta làm Amway chỉ cần 20, ai giỏi thì 30 40 người khách hàng thân thiết thôi, 20 là rất đẹp rồi đó. Cho nên chị Mai để ý ha, và các anh chị còn lại mình để ý là đôi khi mình tiếp cận khách hàng đó, mình sẽ có những cái tình huống như vậy, thì mình tập trung vào đúng cái đối tượng.
À, cảm ơn chị Mai, câu hỏi rất là hay. Rồi, các anh chị còn lại có câu hỏi gì không ạ? À? Mình có câu hỏi gì mình cứ giơ tay lên nha. Thậm chí là ví dụ như mình bảo trợ người này người kia mà mình thấy nó chưa có hiệu quả hay sao đó thì cũng có thể chia sẻ lên đây. Mình kể về cái tình huống đó rồi Thi, nếu như mà Thi có kinh nghiệm thì Thi có thể chia sẻ với mọi người về cái tình huống đó để mọi người có thể làm nó tốt hơn. Rồi, không có hỏi gì là chứng tỏ là mọi người là tâm thế với lại là năng lực silver hết rồi đúng không? Hello, ở đây có anh chị nào mới không ta? Hello mọi người có câu hỏi gì tiếp tục không? Minh Trang, em không biết là chị hay là bạn. Xin mời Minh Trang ạ. À. À, để mình mở mic cho Minh Trang, xin lỗi. Minh Trang, đây. Rồi. Anh Thi ơi, Rồi, có nghe rồi ạ. em Trang sinh năm 92. Rồi, Thì chào chị. em có chị bạn, chị ấy cũng sinh ba bé rồi. Lúc mà sinh bé bé sau bé bé út á thì bị tiền sản giật nặng nên kéo dài đến bây giờ luôn. Thì bây giờ chị huyết áp cao nè, rồi tim nhịp tim nhanh, tăng áp phổi, hở van tim. Thì em có tư vấn có thể dùng Nutrilite thì chỉ nó mấy cái bệnh này mãn tính rồi em ơi, không có hết đâu, uống thuốc suốt đời. Nên em cũng có hẹn để cho anh Tâm tư vấn về kiến thức đó, tại vì kiến thức em cũng chưa có vững, em cũng mới làm đây á, thì chị cứ né hoài à. Rồi giờ em không biết thuyết phục như thế nào với anh Thi, chị cứ nói Nhưng là mà bệnh này mãn tính không có hết đâu. em muốn cái gì, em muốn điều gì? Em muốn là em thì em muốn chỉ dùng sản phẩm Nutrilite đi, chị khỏe thôi, thì chị ấy cũng bạn cũng thân với em á, chứ đi một tháng là đi đại học y dược suốt luôn, không có À, biết. em muốn là chị khỏe hay là em muốn chị dùng Nutrilite để hết bệnh? Thì em muốn chị khỏe á, anh dùng Ok, hai cái đó nó Nutrilite khác để chị nhau khỏe nha. luôn á. Rồi. Hai cái đó khác nhau và cái tâm thế của mình khác nhau, tại vì khi mà nghe cái chị bạn chị trả lời như vậy đó thì anh hình dung là có vẻ như chị hiểu rằng là mình là em đang tiếp cận để chị Dạ. xài Nutrilite để chị hết bệnh, nhưng mà đâu làm chuyện đó. Dạ. À, Chắc cái tức là ý em khác, nhưng mà em tiếp cận chỉ lại chỉ hiểu khác nữa. Em muốn chị khỏe hơn, tại vì chị uống thuốc suốt à, đi hoài luôn. Thì đó nó có nhiều hướng, cái hướng tiếp cận ha. Thì cái đầu tiên á, là mình phải rất là rõ ràng là mình không có đi chữa bệnh. Chúng ta ở đây không có ai có giấy phép để đi chữa bệnh hết á, Dạ. không phải là bác sĩ, cho nên là chúng ta không có chữa bệnh cho người ta được. Nhưng mà chúng ta có thể tư vấn cho người ta những cái sản phẩm để sử dụng cho cái sức khỏe nền tảng nó tốt hơn. Đó. Thì em hiểu cái chuyện đó trước, và khi mà người nói chuyện hãy để ý tới cái điều đó. Khi mà mình có chia sẻ bất cứ cái gì liên quan tới sức khỏe của họ thì để ý cái tâm thế của mình là làm sao cho cái sức khỏe họ nó tốt hơn, cái nền tảng của họ nó tốt hơn. Còn tất nhiên bữa nay thì anh sẽ không có ngồi phân tích kỹ về từng gói sản phẩm nha. Em tham gia hoặc là coi lại những cái buổi livestream, những cái video về sản phẩm chúng ta làm rất là chất lượng vào các buổi tối thứ tư hàng tuần, để coi lại là với cái người bạn của mình họ đang có tình trạng sức khỏe như vậy thì mình chia sẻ cái kiểu gì, mình bắt đầu từng bước để chia sẻ như thế nào. Trong tất cả các chương trình tối thứ tư nói về Nutrilite á, đều có những cái bước để chia sẻ về sản phẩm, thì em xem lại để thực hành cái việc đó đó. Còn đối với tâm lý của một cái người khách hàng mới thì đôi khi họ sợ sệt, và nhiều khi họ 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 có cái niềm tin rằng là cái niềm tin của họ về cái bệnh của họ là không chữa được. Nhưng mà từ từ gỡ ra, và em hãy minh họa cho người ta. Ví dụ như em nói là vitamin C tốt, tăng được sức đề kháng, em minh họa cho người ta coi. Và nhớ minh họa làm đủ bước. Minh họa đừng có chỉ là đổ cái này vô, đổ cái kia vô, cái nói người ta là coi đi, cái này nó tốt, này cái kia. Không phải, minh họa phải đủ bước. Và trong cái bước minh họa, cái bước cuối cùng nó có phần chốt. Rất là nhiều người minh họa từ đầu đến cuối rất là nhiều món nhưng không bán được cái sản phẩm nào hết, bởi vì không chịu chốt, hoặc là không dám chốt, hoặc là chốt sai.
đó thì tham dự lại center hoặc là hẹn tuyến trên để tuyến trên hướng dẫn lại cho mình là các bước chuẩn của việc minh họa, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 là gì, rồi rồi lúc chốt thì nó có những câu hỏi chốt nào đó, để mình có thể bán được sản phẩm. Bán sản phẩm quay không khó, khó là chúng ta làm chưa có đúng bước thôi. À đó, cho nên là đối với những tình huống như vậy thì Trang đúng không, chịu khó là mình ngồi xuống và mình minh họa với người ta, nói à, sản phẩm này nó hay lắm, chị dùng là nó sẽ tăng được cái sức đề kháng cho chị này, hay là để em minh họa cho chị coi nha, nó tốn của chị khoảng chừng 5-7 phút thôi, và sau đó em làm các bước minh họa chuẩn. Em có bộ minh họa chưa? Trang có bộ minh họa chưa? À, Trang có bộ minh họa rồi. Trang có bộ minh họa rồi thì Trang tập đi, Trang tập minh họa đi. Minh họa nước rửa chén, kem đánh răng, nước giặt, nước lau nhà, vitamin C, protein, thậm chí omega 3, sơ rất là nhiều sản phẩm em có thể minh họa được. Tập minh họa đi. À, và hãy mạnh dạn làm cái việc đó. Bán sản phẩm em quay từ những cái động tác đơn giản đó trước. Ha. À, còn tư vấn này kia thì sau khi họ mua một hai món, họ xài, họ thấy tốt rồi thì em có thể hẹn tư vấn được, lúc đó cái niềm tin của họ nó gia tăng. Để và để chia sẻ được những cái bộ sản phẩm, những cái gói giải pháp thì xem lại những cái chương trình livestream, những cái video buổi tối thứ tư nha, để em có kiến thức và em chia sẻ đúng cái thông điệp cần thiết. Nó rất tiếc là hôm nay sẽ không có phân tích kỹ về cái bệnh lý đó được, tại vì là chúng ta không có nhiều thời gian và cái nội dung ngày hôm nay cũng không phải là nội dung về cái đó. À, chị Bông có câu hỏi, đối với nhà phân phối cần làm gì để phát triển kinh doanh hiệu quả nhất? À, câu trả lời nó rất là ngắn gọn thôi chị, làm 3S và 1M. Làm em quay là chỉ có làm 3S và 1M thôi. À, nếu như những cái việc làm của mình nó hơi chệch, nó không có liên quan tới 3S và 1M thì kết quả nó không có. Còn nếu như mà mình thấy là cái công việc mình làm nó có 3S và 1M trong đó, nhưng mà nó không phải là làm 3S đúng thì nó cũng không có hiệu quả. À, sẵn đây PR luôn. À, tuần sau thì phải. Tối thứ hai tuần sau trong center thì sẽ chia sẻ về chủ đề là làm 3S đúng. Thì cái câu hỏi của chị Bông nó nằm trong cái chủ đề đó. Làm 3S đúng thì nó hiệu quả. Đó. Cho nên đối với mọi nhà phân phối thì có thể khuyến khích một cách ngắn gọn ha. Là nhà phân phối mới, à, ok, đối với nhà phân phối mới thì để làm kinh doanh Amway hiệu quả, nó có nhiều việc lắm. Hiệu quả ở đây nó cũng sao ta, nó cũng hơi rộng. Ok, thì để một nhà phân phối khởi động được và có được những cái kết quả đầu tiên á, thì cái việc đầu tiên của một nhà phân phối mà đối với Thi thì thấy rất là quan trọng, đó là xây dựng cho mình cái niềm tin. Đừng có đi chia sẻ khi mà mình chưa có tin, nó phí lắm đó, cho nên là đi xây dựng cái niềm tin của mình. Để xây dựng niềm tin như thế nào, chẳng lẽ bây giờ ngồi tụng mà không xây dựng niềm tin ở đây là làm gì? Đầu tiên nè, mình có một số những cái niềm tin mà cần xây dựng. Cái kinh doanh Amway này nó xoay quanh sản phẩm Amway đúng mà, chúng ta đâu có bán bộ hồ sơ để có thu nhập đâu, mình mời một người vô mình đâu có thu tiền của người ta, cho nên chúng ta không không làm giàu được bằng việc là chia sẻ Amway đúng không, đi kể Amway thì không làm giàu được. Cho nên là cái kinh doanh này nó xoay quanh sản phẩm, tại vì khi mà một sản phẩm đi ra ngoài thị trường là mình bán cho người ta đó, thì mình thu lại cái doanh số, và có doanh số thì Amway mới chia lợi nhuận, và thu nhập của chúng ta nó xuất phát từ cái lợi nhuận, cho nên là nó xoay quanh sản phẩm. Như vậy thì đối với một nhà phân phối mới, cái việc quan trọng nhất mà cần kiếp nhất đó chính là xây dựng niềm tin về sản phẩm. À, vậy thì xây dựng niềm tin về sản phẩm là làm cái gì? À, rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình có cái tiêu chí nè, nếu như mà một cái người mà họ đam mê sản phẩm Amway á, ở đây thì chỉ tên luôn là những cái người Platinum Up, các anh chị thử tới nhà của Platinum Up mình coi mọi ngóc ngách trong gia đình của người ta đi, có cái sản phẩm gì mà Amway có mà người ta xài của thương hiệu khác không? Không hề đúng không, thậm chí là có những sản phẩm Amway có, Amway ở Việt Nam hiếm hoặc là thiếu hàng, là họ phải tìm cách để họ trải nghiệm những cái đó. Đó, đó là cái người rất là mê sản phẩm và đi đâu họ cũng nói sản phẩm một cách rất là đam mê đó. Thì quay trở lại mình nhìn mình, đối với những anh chị mới có thể là điều kiện tài chính hoặc là có nhiều cái ràng buộc gì đó, mình chưa có thể thay đổi hết tất cả những cái sản phẩm trong nhà thành Amway, thì lúc đó
cái niềm tin của mình nó chưa có nhiều đâu, nhưng mà mình có thể làm một động tác nhỏ nhỏ, đó là mình thay đổi những cái mà mình thấy là trong khả năng của mình có thể thay đổi được. Ví dụ cái kem đánh răng, trời ơi, thì nói thiệt luôn, một cái kem đánh răng mà không thay đổi được để mà xài, mình đi mình kể em quay tốt sản phẩm tốt mà mình về mình xài cái kem đánh răng của thương hiệu ABC XYZ thì làm sao mình bán được sản phẩm gì? Nếu như có bán được chẳng qua là may mắn gặp hên, đúng không? Đó, rồi gì nữa, nước rửa chén, nước lau nhà, nước giặt, những cái đó mình đều xài của những cái thương hiệu ABC gì đó bên ngoài thị trường mà, và mỗi tháng mình đều tốn tiền, đúng không? À, có thể là có một số bạn đang ở với gia đình, cái việc mà mua những cái sản phẩm chi tiêu như vậy là ba mẹ người thân mua chứ không phải mình mua, nhưng mà ai xài? Mình xài, mình xài, nhưng mà mỗi tháng mình đều có cái tiền tiêu, đúng không? Tiền tiêu vặt, đúng không? Chắc chắn trẻ hay lớn hay gì gì đó thì mỗi tháng chúng ta đều có một cái khoản gì đó để chi cho một khoản, một cái việc gì đấy. Hãy tiết kiệm đi để dành cái đó, bớt ăn sang uống sang lại, dùng cái chi phí đó, dùng cái thu nhập đó, cái tiền đó để trải nghiệm một số những cái sản phẩm của em quên. À, thì lúc đó mình sẽ có cái niềm tin về sản phẩm tốt hơn. Ngày xưa thì cũng vậy thôi, lúc bắt đầu em quay thì cũng đâu có nhiều thu nhập, đi làm công tháng có 7-8 triệu gì à. À, nhưng mà mình từ từ mình đi dành rồi, mình cũng uống được protein, mình cũng uống được đất với, mình cũng xài cái này xài cái kia được, rồi lúc đó mình mới có cái niềm tin về sản phẩm để mình chia sẻ. Cho nên cái việc rất 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 quan trọng luôn đối với những anh chị mới, cảm nhận, trải nghiệm, tin tưởng về cái sản phẩm của mình. À, đó. Trời ơi, một tháng mình có thể bỏ ra vài triệu để đi ăn uống nhà hàng sang trọng mà không đầu tư được cho bản thân mình một hũ protein để uống thì không biết nói sao, nhưng mà rất là tiếc cho các anh chị luôn. À, một buổi một, một 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 tháng mình có thể đi uống cà phê chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ vài ba chục nghìn, cộng lại cả tháng cũng vài triệu tiền cà phê, nhưng mà mình không có đầu tư được một hộp đất của X để xài thì làm sao mà mình có cái niềm tin về sản phẩm em quay được, đúng không? Một tháng mình có thể có những cái buổi ăn nhậu bao nhiêu là tiền với bạn bè, nhưng mà không dám mua một cái sữa rửa mặt của em quay để trải nghiệm, phải đi xài sữa rửa mặt ở bên ngoài, thì làm sao mà mình có thể có cái cảm xúc về sản phẩm artistry để đi chia sẻ đó. Cho nên là cái khuyến khích đầu tiên mà đối với nhà phân phối mới á, là Thi rất là chân thành khuyến khích mọi người là tìm mọi cách thu xếp để mình có thể trải nghiệm được càng nhiều càng tốt những cái sản phẩm của em quên. À, và tất nhiên trải nghiệm ở đây là phải trải nghiệm một cách nghiêm túc nha, giống như là mình là cái người tạo ra sản phẩm vậy đó, để coi nó tốt cỡ nào đó. Mà các anh chị thử coi đi, mình xài gì mình bán được cái đó. À, tại sao có nhiều người bán được nồi? Tại nhà họ có nồi em quê họ xài, đó là bước đầu tiên. À, rất rất quan trọng luôn. Cái việc thứ hai đối với nhà phân phối mới là gì ạ? Giải đáp thắc mắc, tại vì mình mới mà, anh chị hình dung đi, mình mới, mình đi làm bất cứ cái gì mới, em quê cũng là một công việc mới thì mới, cho nên sẽ có rất là nhiều cái mình chưa có thông chắc luôn. Anh chị nào nói tôi là nhà phân phối mới và cái gì tôi cũng biết thì chắc thì đi động rất hả, biết là không có những cái nhà phân phối mới như vậy. Mình mới đối với em quay là mình không biết, và vì không biết cho nên là hãy tìm hiểu, và vì không biết cho nên là mình có rất là nhiều thắc mắc, và vì không biết cho nên mình mở miệng ra mình nói cái gì á thì bạn bè mình họ hay thắc mắc, mà nếu như họ thắc mắc mình không có giải đáp được cái thắc mắc của họ thì lúc đó nhiều khi là mình không thuyết phục được họ đã đành, rồi họ còn thuyết phục mình nghỉ em quay luôn đó. Cho nên là cái việc thứ hai đối với nhà phân phối mới, tìm mọi cách để giải đáp tất cả các thể loại thắc mắc trên cuộc đời này về em quê. Ừ, tìm mọi cách. Hồi xưa thì mới bắt đầu là thi nghe nhiều lắm, thi nghe của người này người kia, nhà phân phối thành công tùm lum tà la luôn, thi nghe để thi giải đáp những thắc mắc trong lòng của thi, và thi nghe để thi có sẵn cái nền tảng kiến thức để đi ra ngoài giải đáp thắc mắc cho những cái người bạn xung quanh mình. Podcast này cũng là một kiểu này, cái mục tiêu của cái chương trình này này là để giúp cho các anh chị giải đáp được những thắc mắc đó. À, đội nhóm mình có làm rất là nhiều video và podcast liên quan tới giải đáp thắc mắc luôn. Anh chị chuẩn bị cho mình những cái gọi là gì ta, tiêm ngừa hả, hồi xưa dùng từ là tiêm ngừa, chuẩn bị cho mình những cái kháng sinh đó đi, à, những cái kháng thể đó để mình có thể giải đáp thắc mắc một cách hấp dẫn để người ta nghe xong người ta thích em quay nha. Đối với những anh chị nhà phân phối mới nghe nhiều vô. À, cái việc thứ ba nữa đó là cái gì? À, mình nghiên cứu về cái, à, thầy dùng cái từ là lý niệm của em quay, nhưng mà dịch ra thì nó hơi nghiên cứu về em quay, nghiên cứu về những cái giá trị tốt đẹp của em quay, à, nghiên cứu về những cái điều mà những cái
về thu nhập thụ động, về hoa hồng, những cái điều mà mình thấy Amway nó ấn tượng đó, mình nghiên cứu thật là sâu về cái đó để hiểu, vì những cái đó là những cái nó giúp cho mình có được cái niềm tin lớn. Và thông thường thì để ý là những anh chị nhà phân phối nào mà giải quyết được ba việc đó là họ sẽ lên 12% rất là sớm, tại vì họ trải nghiệm được sản phẩm nhiều khi mà họ có niềm tin rồi, và họ biết cái cách trả lời thắc mắc, cái họ ra ngoài họ chia sẻ, nó hào hứng, nó năng lượng, nó tác động được người khác, và lúc đó nó làm cho họ có được nhiều khách hàng và có nhiều người đi theo, thì lên 12%, thậm chí 21% thôi đó. Ba cái việc ha: sản phẩm, giải đáp thắc mắc và nghiên cứu về cái lý niệm, về cái mô hình kinh doanh. Hiểu thật sâu về ba cái đó, dành thời gian nhiều cho ba cái đó. Tham gia center cũng là một cách. Tham gia center để làm gì đối với nhà phân phối mới? Tham gia center hàng tuần không phải là có mặt để điểm danh. Thì rất là không thích cái kiểu xuất hiện ở trong center chỉ để điểm danh, lãng phí thời gian của rất nhiều người, thậm chí của mình luôn, của anh chị luôn. Tham gia center là để mình học, mình nghiên cứu về cái chủ đề của cái người nói ở trong center, mình cùng với lại cái người mà chia sẻ đó cùng với nhau trao đổi, họ nói cho mình nghe và mình ghi chép, mình để tâm vào đó, mình làm cách nào đó để mình hiểu thật là sâu cái chủ đề đó, để chi, để bữa sau đi ra ngoài mở miệng nói với người ta về Amway là mình có chất liệu để mình nói. Thì lúc đó đó mới là một cái người tham gia center chuẩn xác, gọi là chuẩn chỉnh, một nhà phân phối mới tham gia center chuẩn chỉnh. Hồi xưa center của mình không có online, center của mình hồi xưa là offline thôi, là mình gặp nhau ở offline thôi, mà offline ấy là mọi người đâu có làm việc riêng được, tại làm việc riêng mình ngại, ở xung quanh là toàn tất cả mọi người đều rất là chú tâm, cái tự nhiên mình đi làm việc riêng mình ngại đúng không? Nhưng mà offline kiểu này nè, nó lại khiến cái là đôi khi mình tắt camera cái mình nằm ngủ, mình nghe center nói hay quá mình ngủ, hoặc là mình tắt camera cái mình làm việc riêng, thì lúc đó mình chỉ là điểm danh thôi, cho có thôi, lãng phí thời gian, nguồn lực, tốn điện, tốn tốn nhiều thứ đó. Cho nên là khi khuyến khích mọi người là có tham gia center, đặc biệt đối với những anh chị em nhà mới mới, hãy tập trung mở camera lên nhìn cái người mà đang chia sẻ, chú tâm học hỏi, tại vì những cái học đó là giúp cho mình phát triển kinh doanh. Còn nếu như mà tâm thế của mình bữa đó là mình mở lên để điểm danh cho có thì uổng lắm, uổng lắm ha. Đó, các anh chị nhà mới mới ha, anh chị Hoa có hỏi cho những anh chị mới thì khuyến khích như vậy, cái chú tâm hơn, thay đổi cái tâm thế của mình. Đó, nhớ ba cái đó nha: sản phẩm, thắc mắc và cái lý niệm về Amway, cái những cái đẹp, những cái cô Aram nói là the beauty, những cái nét đẹp của Amway. Đó, nghiên cứu về những cái đó, và tất nhiên là sau khi nghiên cứu mấy cái đó xong thì đi ra ngoài chia sẻ nữa thì mới có kết quả nha, chứ còn không chia sẻ thì không có kết quả. Còn cách chia sẻ như thế nào, ABC ra làm sao thì trong đội nhóm có hướng dẫn rồi, tiến trên có hướng dẫn rồi, nhưng mà mình cũng phải làm nữa đó. Đó, chị Bông rồi, cảm ơn chị Bông. Chị Kiều Anh có câu hỏi, chị Kiều Anh hả? Em có mở camera, em mở mic cho chị rồi đó. Rồi, chị cứ anh Hello, nói. Dạ. chào Thi, cho chị hỏi làm sao mà để mà chăm sóc khách hàng hiệu quả? Tại vì có những khách hàng người ta mua sản phẩm, bất kể sản phẩm nha, chứ không phải mỗi cái Nutrilite hay gì hết, thì người ta xài xong người ta hỏi cảm nhận thì người ta nói rằng tốt, thấy hay, nó hiệu quả, tính tiết kiệm. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ những sản phẩm khác thì người ta lại nguyên là phân vân, còn hoặc là mua lại những sản phẩm đó thì người ta cũng có người người ta không 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 lại không muốn mua nữa, là thì không biết có cách nào mà để mà chăm sóc nó hiệu quả, mà mình nói như thế nào mà để người ta hiểu được cái giá trị của sản phẩm để người ta xài ấy. Dạ, rồi. Chăm sóc ở đây nó có hai kiểu chăm sóc. Đối với em nghĩ là có hai kiểu chăm sóc. Một đó là chăm sóc khách hàng, hai là chăm sóc cho những người tiềm năng để trở thành nhà phân phối. Thì chăm sóc khách hàng đó, thầy Phu có nói một cái từ tiếng Anh đó là service is to care, tức là chăm sóc là care tiếng Việt dịch là gì ta? Quan tâm đó. Quan tâm thì nó cũng hơi xa, không có sát lắm, nhưng mà anyway nó là mình chăm sóc đó là mình quan tâm tới cuộc sống, tới chất lượng cuộc sống của người ta và cái cảm xúc của người ta về sản phẩm. Cái việc mình chăm sóc đó, chăm sóc một người khách hàng thì cái điểm mà mình cần để tâm nhất đó chính là sự hài lòng của họ về sản phẩm.
rất là nhiều nhà phân phối khi đi chăm sóc khách hàng bị nhầm lẫn giữa khái niệm chăm sóc và khái niệm educate. À, tức là mình nghe người ta nói là à, mình tới mình chăm sóc thì mình cũng nói về em quay, nhưng mà mình chưa có kịp xác nhận cái sự hài lòng của họ đối với cái sản phẩm cũ đã vội vàng đi nói sản phẩm mới, thì lúc đó cái khả năng rất là cao là mình nói người ta không nghe. Cho nên à, để mà chăm sóc đó, đó là thì nói về mặt kỹ thuật đó, mình tới nhà người ta hoặc là mình gặp người ta thì mình xác nhận có cái sự hài lòng của họ. Ví dụ mình nói là à, bạn xài sản phẩm thấy sao, nó ô cũng tốt. Cái cũng tốt là rất nguy hiểm luôn. Cũng tốt là sao? À, cho nên là mình sẽ hỏi lại họ là ủa? À, tức là tốt là sao? Bạn xài bạn thấy sao? Ví dụ như họ xài kem đánh răng. Ôi, kem đánh răng tốt là sao? Bạn vẫn thấy sao? Bạn đánh xong bạn thấy sao? Nhớ dùm thi khi mình chăm sóc. Đừng cưỡng cầu. Cưỡng cầu là sao? Hoặc là đừng có gọi là mớm cho người ta nói. Có nhiều anh chị nói là đi chăm sóc ví dụ một người xài kem đánh răng. Cái mình chăm sóc mình hỏi họ cái mình nói là có chị sai cái nó đang thấy đánh xong nó không có chảy máu nước ra đâu ha, thì người ta ừ cái cho xong đúng không. À, nhưng mà nếu như mà mình hỏi một cách hỏi để người ta nói là đó, họ mở miệng họ nói, ví dụ mình hỏi à, bạn thấy sao, còn nó ừ cũng tốt, à, tốt là sao chị đánh xong chị thấy sao, buổi sáng vậy chị thấy sao, rồi cả ngày chị thấy sao, rồi cái lúc mà chị đánh buổi sáng buổi tối chị thấy nó khác nhau cái gì so với cái cũ không, chị thấy sao. Tôi phải cho người ta nói ra, họ mở miệng họ nói là tôi thấy nó vậy vậy vậy, thì lúc đó đó mới là mình xác nhận được cái sự hài lòng. À, hoặc là ví dụ như họ xài một cái sản phẩm bất kỳ double x hay bất kỳ một cái gì đó, thì mình ngồi mình tâm sự mình nói chuyện với người ta để người ta mở miệng người ta nói ra cái điều đó. Nhưng mà các anh chị à, để ý là đừng có hỏi giống như hỏi cung nha. À, mình hỏi mình trao đổi mình nói chuyện một cách rất là nhẹ nhàng vui vẻ với nhau, chứ đừng có làm giống như người ta có cảm giác là đi hỏi cung. À, đi hỏi cung là trả lời nó cũng không có gọi là gì ta, không có thật lòng, không có thoải mái đó. Cho nên cái điểm đầu tiên, hai cái chữ keyword từ khóa ha, nhớ giúp thi: hài lòng, xác nhận sự hài lòng, rồi có hài lòng mới nói tiếp. Nếu không hài lòng, quay trở lại chăm sóc những cái bước đầu tiên để họ hài lòng cái đã. À rồi à, ví dụ như họ xài kem đánh răng mà họ chưa thấy hài lòng thì à, mình có thể coi lại coi mình có demo không, demo lại cho người ta, demo xong có gì họ xài nó khác liền đó. Đó là cái bước đầu tiên. Sau khi họ hài lòng, họ thích rồi nè, họ thấy ok tốt, thì tiếp tục educate. Lúc này mới làm cái bước thứ hai, đó là thầy dùng cái từ là educate, đó là dẫn giảng, chia sẻ lại những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp của sản phẩm của mình, thậm chí minh họa thêm những cái dòng sản phẩm mới, đó là educate. À, và nhớ minh họa xong hay chia sẻ xong thì có cái động tác là chốt, để mình chốt được cái sản phẩm tiếp theo. À, tại sao có nhiều người không bán được những cái sản phẩm tiếp theo? Bởi vì nói miệng chứ không có demo. Nói xin vitamin C tốt mà không có móc cái vitamin C ra để demo. À, bán xong cái nước rửa chén xong rồi muốn bán LOC, nói LOC này kia rất là hay nhưng mà không có lấy cái LOC ra để demo thì làm sao bán được hàng. Thậm chí có bây giờ là đội nhóm mình còn có những cái video luôn. À, cái gửi video cho người ta coi mà gửi cũng không có xác nhận là người ta có coi hay không nữa thì làm sao bán được hàng đó. Cho nên là chúng ta tới nhà người ta chăm sóc hoặc là mình hẹn người ta gặp để chăm sóc thì hãy tìm cách để minh họa những cái tiếp theo. À, thời buổi bây giờ online, à, bữa trước offline có chia sẻ là ủa tại sao ở đây mình không có đi gặp người ta được mà chị Lý với Minh Trang chỉ gặp quá trời luôn. Chị nói là cái gì, tại mình không có nói cho người ta cái giá trị của cuộc gặp đó cho nên người ta không chịu gặp. Đúng rồi đó. Cho nên là anh chị đừng có nói với Thi là dịch không gặp được, không gặp được thì tìm cách để làm sau đó để mình gặp, hoặc là mình gặp online nhưng mà họ phải mở cái camera lên, cái camera nhìn vô cái mặt mình đó, để mình nói, để mình minh họa cho người ta đó. Rất là nhiều người không bán được sản phẩm tiếp theo bởi vì không có minh họa được. Thi cũng bị nha, Thi cũng đã có những cái khoảng thời điểm là Thi không có bán được tiếp theo bởi vì Thi không có minh họa. Mình cứ nghĩ là mình nói mình ghi kể được rồi à, nhưng mà không có ra. À, minh họa mọi người ơi, minh họa muốn bán cái nồi minh họa cái nồi, muốn bán cái sữa rửa mặt minh họa sữa rửa mặt, muốn bán cái máy rửa mặt minh họa cái máy rửa mặt, muốn bán cái gì minh họa cái đó. Sản phẩm của mình là cái nào cũng minh họa được, xin lỗi, rất là nhiều sản phẩm có thể minh họa được, gần như là tất cả. Rồi à, có thể là trong cái lúc mình chăm sóc á, mình nhắn tin nhiều quá, anh chị lạm dụng nhắn tin nhiều quá,
Thi cũng bị cái chuyện đó luôn, mình nhắn quá trời nhắn luôn, thì cái nhắn tin đó nó giống như spam đó. Người ta không có thích để nghe ra, để đọc, để phản hồi đâu. Hãy tìm cách, ví dụ như là mình xin phép người ta là cho gọi cái được không, cũng là nhắn tin mà, nó là có rảnh không cho gọi khoảng 3 phút, có rảnh không cho gọi khoảng 5 phút, họ ok cái là mình gọi liền, gọi nói chuyện với nhau giải quyết được nhiều việc hơn là ngồi nhắn tin. Đừng lạm dụng quá nhiều cái chuyện nhắn tin, nhắn tới nhắn luôn đọc mỏi mắt, mà gọi điện giải quyết được nhiều việc hơn đó. Rồi chị Kiều Anh, chị có hỏi gì thêm đúng không? Cảm ơn Thi, chia sẻ của Thi rất là hay. Đúng là cũng cũng gặp những trường hợp như vậy, nhưng mà mình đúng là khi hỏi thì cũng hỏi không hỏi được hết thật lòng cái cảm nhận của người ta. Nhưng mà có những người người ta xài sản phẩm nó tốt ta mới sẽ mua nữa, thì nhưng mà những sản phẩm khác mình nói mình minh họa thì người ta nói thôi thôi biết rồi, kiểu vậy đó. Nên là mình không thể nào mà mình minh họa được, mình có thể minh họa cho người ta được á. Và có những trường hợp là có những người chắc nể mình hay sao, là người ta sẵn sàng người ta đưa chứng minh dân để làm thẻ khách hàng nhưng người ta cũng không xài hàng đó. Nên là Thi có thể chia sẻ kinh nghiệm được không? Dạ, tất nhiên là không phải ai cũng cho mình minh họa đúng không? Có những người họ rất là không biết làm sao, nhưng mà họ biết, họ ngại xem cái đó. Thì cũng có một vài người bạn như vậy, nhưng mà không không có chiếm đa số, nó chỉ là một hai người thôi. Và thì cũng cố gắng đặt vấn đề để có thể tới nhà người ta, hoặc là gặp hẹn này kia để minh họa, nhưng mà không chịu thì thôi. Còn chẳng 100 triệu người để thi làm em quay, chị Kiều Anh, còn chẳng 100 triệu người để chị làm em quay. Cho nên có một số người họ họ sao không biết, thấy không biết, mình không 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 kết luận được, nhưng mà có thể họ cảm thấy nó chưa có phải là thời điểm để họ xem mấy cái này, hoặc là họ sau đó không biết, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân cái đã. Nguyên nhân vì sao nó có cái chuyện đó thì mình giải quyết đúng cái nguyên nhân, thì thôi mình làm 100 triệu người khác đó. Còn đối với những người bạn mà nhưng mình không phải là đa số nha, nó chỉ vài người thôi. Còn lại đa phần á là Thi tới nhà cái Thi cầm, thường thường là Thi hẹn cà phê và Thi hay có một cái bộ minh họa mini. Thi có thể minh họa được kem đánh răng, vitamin C, sơ đó, đơn giản như vậy, trong một cái hộp nhỏ xíu. Thì cứ bỏ thể bỏ ở trong cái ba lô của mình, và Thi ngồi lông cà phê thì Thi nói chuyện xong nói ê sản phẩm hay lắm, để tao làm cho mày coi, cái Thi móc ra Thi làm. Rất là tự nhiên, mình làm sao để mình làm tự nhiên nha. Chứ còn ví dụ như mình hẹn người ta cà phê mà tay xách nách mang, mình đem hả nồi niêu son chảo rồi mấy cái ba lô tới quán cà phê, thì họ nhìn thấy họ cũng hoảng hồn đó. Hoặc là mình gặp người ta, thực ra khi mà gặp gặp á thì nó dễ hơn. Còn nếu như mình nhắn tin mình nói ở cho tôi qua minh họa hay này kia, họ cảm thấy phiền phức lắm đúng không? Nhưng mà gặp nhau thì thấy gặp nhau rất là dễ. Hoặc là mình hẹn người ta tới nhà chơi rất là dễ, hoặc là mình mời họ qua nhà mình thì rất là dễ để mình lấy đồ để mình minh họa đó. Cho nên xin lỗi sẽ không có chia sẻ sâu ở chỗ này, tại vì nó nằm trong cái phần house meeting. Chị Kiều Anh xem lại cái bài về house meeting để mình có thể tổ chức những cái buổi như vậy để nó hiệu quả hơn. Nhưng mà nó cũng ở tâm thế của mình, mình niềm tin của mình nó lớn mà mình quyết cái là mình làm được thôi đó. Nhưng đúng á, sẽ có một số người như vậy ha, thì chị cũng đừng đừng nặng nề quá, mà nhớ nhớ giúp em là vẫn còn chẳng 100 triệu người. Dạ, em cũng vài người như vậy, cho nên em cũng đồng cảm được chỗ này. Em cứ chắc tử còn nhiều người lắm, thôi em đi làm người khác trước. Dạ. Những người mà người ta sẵn sàng ta làm thẻ mà người ta không mua hàng, người ta không gửi là sao ta? Dạ, chị minh họa chưa? Cũng có minh họa, cũng gửi rồi, người ta cũng biết, thấy hay và tính lại là sao ta? Đáng À, nghĩ, nghĩ là không biết ta để mình hay sao mà ta sẵn sàng đưa chứng minh nhân dân mình để mình làm thẻ. đó, đối với những đối tượng như vậy, những tình huống như vậy, thì chị để giúp em là cái chữ nhu cầu. Cái nhu cầu của họ về sức khỏe là cái gì, cái nhu cầu họ có, cái nhu cầu gì họ có, cái chuyện gì về sức khỏe, một cái vấn đề gì đó về sức khỏe hay về làm đẹp hay cái gì đó mà sản phẩm em quay nó giúp họ giải quyết được cái gì đó hay không. Mình không đi bán sản phẩm em quay nha, mình đi bán cái giải pháp để cho người ta có sức khỏe tốt hơn, mình đi bán cái giải pháp để cho người ta có cái làn da nó đẹp hơn, mình đi bán cái giải pháp để cho người ta có được cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn
Và cái giải pháp này thông qua sản phẩm mình truyền tải cho người ta. Ví dụ như có một người họ có vấn đề về xương khớp thì giải pháp của mình là bộ xương khớp, nhưng mà họ phải có vấn đề về xương khớp trước rồi đã, đúng không? Rồi một số người có vấn đề về bao tử thì mình có cái giải pháp về bao tử. Cho nên đó, đừng có cưỡng cầu, đừng có đi mà nhúi sản phẩm vào mặt người ta hoặc là dúi sản phẩm vô tay người ta, mà mình hãy ngồi mình nói chuyện để coi là cái nhu cầu là gì, bình tâm một chút, đôi khi nhém cái chữ em quay lại, nhíu lại một chút, nhím lại một chút à, để nghe. Cái này là sư Thiên nói chuyện với một anh Diamond là nói vậy đó, nhín lại chút, mình mắc nói lắm rồi nhưng mà nhín lại chút nữa để nghe cái đã, nghe coi cái nhu cầu của họ là cái gì à, hỏi như thế nào. Thì vui lòng coi lại những cái video về sản phẩm nè, về cách chia sẻ sản phẩm, về về chất form nè, để chúng ta biết được cái cách hỏi. Thì sẽ không nói về chủ đề đó nữa tại vì nó nhiều thời gian quá đó à, để ý lại cách hỏi thôi chứ không có gì hết đó à, thông thường là sẽ bị khúc mắc ở chỗ này đó à, bình tâm lại một chút xíu, chịu khó nhín em quay lại một chút để hỏi, để nói chuyện cái đã, để thấy chắc mẩm cái nhu cầu cái đã. Đó thì lúc đó hãy nói đó, họ mở thẻ nhưng mà họ không mua hàng vì không có nhu cầu. Em cũng đã có một khoảng thời gian em mở nhiều thẻ lắm, thẻ thẻ của mấy cái siêu thị này siêu thị kia mà em cũng chẳng tới em mua nữa, em không có nhu cầu đó. Cho nên là khi mà họ không có nhu cầu thì mình ngồi mình tìm coi cái nhu cầu là gì, chắc chắn có răng là có nhu cầu. Thì ngồi xuống nói chuyện với người ta và đã coi lại một số những cái video về kỹ năng bán hàng, kỹ năng đặt câu hỏi đồ rồi check form này kia để mình làm cho nó hiệu quả hơn hả chị. À, rồi, cảm ơn em. Dạ, làm được hết từ từ, bình tâm lại chút xíu, đôi khi chậm lại một chút. Rồi, cảm ơn chị Kiều Anh. Hồi nãy mình thấy có ai đó giơ tay mà, hình như chị Kiều Anh giơ tay luôn hả? Ok. Ủa sao nãy thấy 20 mấy người, bây giờ còn 10 mấy người ta. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các anh chị còn có câu hỏi hay là muốn chia sẻ trao đổi với nhau điểm nào nữa không? Ô, cũng cả tiếng rồi. Ok, rồi. Cái giải đáp thắc mắc này, những cái AMA này á, thì nó giúp cho chúng ta cùng với nhau giải đáp được một số những cái thắc mắc tạm thời. Nhưng mà nó không có giúp cho mình giải quyết được hết tất cả mọi thứ đâu. Và ví dụ như có một cái câu hỏi nào đó tụi Thi trả lời xong, cái anh chị thấy rằng là nó liên quan tới một cái bài nào đó thì mình ngồi mình coi lại cái bài đó nha. Tại vì một cái bài như vậy thì nó sẽ đầy đủ hơn. Còn ở đây là chỉ chia sẻ cái hướng thôi. Đó. Nên là anh chị lưu ý ha, ví dụ như cái của chị Kiều Anh là em có đưa ra một số những cái bài như vậy chị, về chị nghiên cứu lại. Bạn Trang chắc cũng là câu hỏi cuối cùng rồi đúng không? 40 hơn một tiếng rồi. Trang hỏi là làm sao trong quá trình chăm sóc khách hàng Smart Fit chuyển thành nhà phân phối? Thú thật là Thi cũng đâu có chuyển được hết 100% khách hàng Smart Fit thành nhà phân phối đâu. Thi cũng chỉ chuyển được có vài người và nó cũng theo xác suất là cứ 10 người có hai người chăm chỉ. Nhưng mà rõ ràng những người khách hàng Smart Fit là những người họ cảm nhận sản phẩm rõ rõ rệt, cho nên là cái khi mà họ chuyển thành nhà phân phối thì họ làm việc nó năng suất hơn. Nhưng mà không phải tất cả mọi nhà phân phối, mọi khách hàng Smart Fit đều chuyển thành nhà phân phối được. Nó cũng theo quy luật và giống như câu nói của thầy thôi, cứ 10 người có hai người chăm chỉ. Thì có rất là nhiều khách hàng Smart Fit sau khi giảm cân xong thì xong là xong, là xong luôn, không đụng chạm tới sản phẩm nữa, cũng có nha. Nhưng mà cũng có một vài khách hàng đó là sau khi họ dùng xong, đa số chứ sau khi họ dùng Smart Fit xong thì họ thích Nutrilite và họ duy trì Nutrilite ở cái khía cạnh là cho cái sức khỏe nó tốt hơn, nó cải thiện hơn. Và cũng có một số khách hàng trong quá trình mình chia sẻ, mình chăm sóc, mình nói chuyện và họ trở thành nhà phân phối. Thì đó là cái ý đầu tiên để trả lời cho câu hỏi của Trang là không phải tất cả đều trở thành nhà phân phối, nhưng mà sẽ có xác suất. Sẽ có xác suất. Như vậy thì quay trở lại nè, khi mà mình chăm sóc một cái người khách hàng Smart Fit, làm cách nào để mình phát hiện ai là cái điểm sáng, đúng không ạ? Cái Smart Fit của mình nó hay vậy nè, nó hay cái là khi mà mình chăm sóc người ta, mình có thông thường là 8 tuần, ví dụ như ai mua 1 tháng thì là 4 tuần, và cứ mỗi tuần mình có những cái buổi hẹn gặp để cân đo, để giải đáp thắc mắc, để làm rất là nhiều việc trong cái buổi đó. Thì thấy gần đây nhiều anh chị là làm Smart Fit mà không có những cái buổi hẹn gặp để review, mà chỉ review qua cái việc là họ gửi kết quả cho mình, khi mình coi 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 được được rồi cái mình
mình ok rồi này kia, xong cái mình không có hẹn. Thì cái này là cái nó khiến cho mình không có chất liệu để bảo trợ người ta đó. Cho nên là xin khuyến khích tất cả các anh chị là hãy hẹn gặp. Tất nhiên trong lúc mình chăm sóc khách hàng Smart Fit thì có người ở xa có người ở gần, ở xa thì chịu khó là online, ở gần thì cà phê. Thì trong cái buổi hẹn như vậy á, mình sẽ dành ra khoảng chừng 20-25% tổng thời gian để mình chăm sóc về cái sản phẩm Smart Fit, đúng không ạ? Chăm sóc này kia, giải đáp về trái cây rồi rất là nhiều thứ để họ có thể có được cái kết quả nó ấn tượng hơn trong những tuần tiếp theo. Nhưng mà cái khoảng thời gian còn dư á, sau đó là mình hãy đi check form này. Check form áp dụng gì? Check form buổi đầu tiên có thể check form. Check form xong rồi mình thấy người ta có cái nhu cầu gì đó rồi thì bữa sau mình hỏi lại, xác nhận coi cái nhu cầu phát triển kinh doanh nó có hay không. Nếu như có rồi thì mình phân tích, mình chia sẻ về kinh doanh, mình OPP. Thậm chí mình mời gặp tuyến trên, mình thấy ví dụ người này rất là tiềm năng luôn thì mình mời gặp những người tuyến trên Platinum của mình đó, rồi thậm chí là thấy thấy ổn ổn rồi thì mình mời center, rồi mình mời nghe cái những cái buổi phân tích về hoa hồng đó. Nhưng mà nhớ giúp Thi là trước tất cả những cái việc đó, nó là cái check form và tìm coi họ có cái nhu cầu phát triển kinh doanh không. Nếu như họ không có nhu cầu phát triển kinh doanh thì họ chỉ là một cái người khách hàng bình thường thôi. Và lưu ý là cho dù khách hàng Smart Fit hay là khách hàng mua kem đánh răng thì đều có xác suất trở thành nhà phân phối. Nó gần như là có thể khách hàng Smart Fit thì nó cao hơn chút, nhưng mà nó gần như là nó cái xác suất nó cũng gần gần nhau đó. Cho nên là mọi người lưu ý. Và có một cái thế này, nó khiến cho mình bị mệt mỏi và mất năng lượng, đó là cái sự kỳ vọng của mình. Mình thấy một người giảm cân thành công xong, họ họ giảm tốt quá, cái mình kỳ vọng họ trở thành nhà phân phối và mình tìm mọi cách để mình thuyết phục họ trở thành nhà phân phối, trong khi cái người đó họ chưa có đúng cái thời điểm, hoặc là họ chưa có muốn trở thành, muốn phát triển kinh doanh. Chính cái sự kỳ vọng đó của mình làm cho cái mối quan hệ nó bị đổ vỡ đó. Cho nên là anh chị lưu ý là trong suốt cái khoảng thời gian mình chăm sóc người ta, lưu ý check form, tìm coi cái nhu cầu kinh doanh nó có hay không, và thường xuyên trao đổi với tuyến trên về cái tình trạng, cái trạng thái của cái người khách hàng mình đang chăm. Chứ tự nhiên không đùng một cái bắt tuyến trên đi gặp cái người khách hàng tiềm năng gì đó mà trong khi đó là không có một chút thông tin nào luôn, thì nó thật là rất khó để tuyến trên có thể hỗ trợ chăm sóc. Anh chị muốn phát triển được, muốn bảo trợ được những người đó là phải thường xuyên trao đổi thông tin với tuyến trên để tuyến trên tư vấn cho mình, và tuyến trên nắm được cái thông tin của người đó một cách sâu sâu nhất có thể, thì khi mà gặp một cái là nói chuyện là nó vô luôn đó. Cho nên là chỗ Trang á, là Trang phải tìm mọi cách để Trang, em anh không biết là em đang làm việc rất là sát với tuyến trên nào, tuyến trên Platinum nào, anh cũng có làm việc với em nhưng mà không biết là em đang rất là sát với tuyến trên nào, thì em phải làm cái động tác đó từng ca một, là em phải chia sẻ liên tục với tuyến trên của em, và em xác định cái người đó, ví dụ như nói là cái người này là cái người em thấy rằng là có khả năng bảo trợ được, thì phải liên tục có những buổi nói chuyện trao đổi với tuyến trên về cái trạng thái của người đó để coi người đó như thế nào, và có những cái buổi hẹn làm việc với tuyến trên, gặp gỡ họ để hỗ trợ chăm sóc và bảo trợ đó. Riêng cái chuyện mà chăm sóc khách hàng Smart Fit chuyển thành nhà phân phối là anh chị cần phải có cái sự hỗ trợ của tuyến trên Platinum, chứ 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 một thân một ngựa là đuối đó. Và phải rất sát nha, liên tục nha, đừng chờ tiếng Anh hỏi, mà mình phải là người bám sát liên tục để hỏi và xin cái sự tư vấn đó. Thì trả lời cho câu hỏi của Trang, mà không chỉ là chuyển khách hàng Smart Fit đâu, từ khách hàng một cây kem đánh răng mình cũng có thể chuyển thành nhà phân phối, nhưng mà nó theo cái quy trình nó cũng tương tự như vậy. Rồi, cảm ơn Trang. Khi nhận được một câu hỏi nữa thì chắc là Thi chia sẻ xong câu hỏi này rồi mình kết thúc ha, cũng gần 90 phút rồi. Chị Hồng có hỏi là đối với người cần cơ hội kinh doanh làm nhà phân phối rồi nhưng mà lại chưa sẵn lòng dùng sản phẩm, rất hăng hái chia sẻ kinh doanh, kết quả là bị từ chối rất nhiều, mặc dù offline đã chia sẻ cách làm nhà phân phối mới nhưng họ vẫn chưa dùng sản phẩm, nhờ Thi chia sẻ giúp và cho lời khuyên nếu mình là offline của họ. Thì có không ta? Thì vẫn có những người tuyến dưới như vậy. Tất cả chúng ta khi phát triển kinh doanh Amway đều có những người tuyến dưới rất là muốn kinh doanh, rất là muốn thành công mà không đụng tới sản phẩm. Có. Bây giờ giải quyết làm sao? Mình đâu bắt người ta mua được, đúng không? Mình đâu có bắt người ta là phải bắt buộc phải mua đâu, tại vì kinh doanh Amway không được như vậy. Nhưng mà rõ ràng những cái sản phẩm này là những sản phẩm đang tiêu dùng một cách thông thường ở gia đình mà. Vậy thì mình xem lại coi là cái vấn đề mà họ chưa quyết định trải nghiệm sản phẩm là gì. Ví dụ là một cây kem đánh răng đi. Ủa chẳng lẽ không đánh răng? Nếu như một người cuộc đời của họ không bao giờ đánh răng thì họ
quyết định chưa mua nước glister cũng cũng có thể ổn, nhưng mà họ chưa bao giờ đánh răng, mà mình chia sẻ glister giúp cho họ thơm miệng hơn, họ có cái hơi thở thơm tho hơn, có cái nụ cười tự tin hơn thì nó cũng ok mà. À, như vậy thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây có thể là mình chưa minh họa. À, vấn đề ở đây có thể là mình chia sẻ sản phẩm nó chưa hấp dẫn chẳng hạn. Mình đang nói từ cái cạnh là nói giống như là bắt họ phải xài á. À, nhưng mà khác, mình chia sẻ sản phẩm cho họ, hãy đặt tâm trí là chị Hồng ơi, chị hãy chia sẻ họ với họ giống như là người khách hàng đi. Coi họ như là những người khách hàng. Có vậy, nếu như người này là khách hàng thì cái buổi làm việc ngồi xuống với họ, mình sẽ nói sản phẩm với họ theo cái kiểu gì? À, đừng 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 có kỳ vọng cao quá. Đôi khi mình nghĩ rằng là cái người này rất là muốn kinh doanh cho nên mình kỳ vọng họ là phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Không được đâu. Mình không có bắt họ phải như thế này, phải như thế kia được, bởi vì là chúng ta không phải là sếp của họ. Đó, cho nên là mình cũng tổ chức những buổi home meeting, mình mời họ tới mình minh họa, rồi sau những cái chương trình center đó, trong center, ví dụ như center bữa đó chia sẻ về sản phẩm gì đó, thì mình hỏi người ta cái cảm nhận sao, rồi có dự định trải nghiệm chưa. À, rồi mình mời người ta tới nhà, mình làm home meeting, mình minh họa cho người ta, rồi mình làm home party đó, nếu như mà cái người đó là cái người rất là tiềm năng. Ừ, mà đa phần những người mà họ muốn phát triển kinh doanh á, mà mình chịu khó mình làm những cái động tác như demo và nói nhiều hơn về sản phẩm thì họ sẽ sử dụng sản phẩm. Hồi xưa em cũng bị tình huống giống như chị, em rủ rất là nhiều bạn vào làm kinh doanh và gần như là 80-90% thời gian trong một cuộc gặp là em toàn nói về kinh doanh. À, mà nói về kinh doanh cái người ta đâu có khái niệm về sản phẩm đâu, cho nên người ta đâu có xài sản phẩm. Và lúc đó là đội nhóm của em đông lắm luôn nhưng mà không có doanh số. Thì sau này em đi center, em nghe tiếng trên nói rằng là ồ, mình phải nói nhiều hơn về sản phẩm. Cái lúc đó em thay đổi cách làm. À, em ngồi xuống với người ta là em nói sản phẩm. Bây giờ mà em ngồi xuống với nhà phân phối mới là em nói gì nói em cũng nói sản phẩm mà. À, đó, mình hãy xem lại, chỉnh sửa mình trước. Mình coi thử là cái thời lượng mình nói về sản phẩm trong một cuộc gặp đối với một nhà phân phối mới, mình nói bao nhiêu? Mình kể về cái kem đánh răng kiểu gì? Mình kể về cái bộ home kiểu gì? Mình kể về Nutrilite kiểu gì? Hay là mình chỉ nói cho có, cái xong rồi mình quẹo qua mình nói kinh doanh, mình nói về tiền. À, như vậy thì rõ ràng là người ta chưa có cái cảm xúc về sản phẩm là cũng đúng, hợp lý mà. Đó, cho nên là em không biết là chị làm việc với tiếng dưới như thế nào, nhưng mà nếu như là em thì em sẽ tăng cái thời gian, tăng cái tỷ lệ thời gian nói về sản phẩm nhiều hơn trong một cái cuộc gặp. Đối với người mới thì nên là 50-70% thời gian nói về sản phẩm, nói nhiều hơn về sản phẩm. Muốn là xài sản phẩm thì nói về sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm. À, và nếu như mà chị cảm thấy gì chia sẻ, nếu như có cảm xúc thì nhờ chị nhờ tiếng trên. Tiếng trên Platinum trở lên là chia sẻ sản phẩm rất cảm xúc. Nhớ ha, phải có cảm xúc, chia sẻ sản phẩm phải có cảm xúc. Thì lúc đó họ mới ra quyết định được. Đó. Đó, thì nếu như là em thì em sẽ làm như vậy. Nó kỹ thuật nó đơn giản lắm chị. À, nhưng mà cái cảm xúc á, thì nó cần mình đầu tư nhiều hơn, đầu tư nghiên cứu nhiều hơn, mình nhờ cái sự hỗ trợ của tiếng trên để chia sẻ nó có cảm xúc. Đó. Nói nhiều hơn về sản phẩm nha, nói nhiều hơn về sản phẩm, minh họa rồi này kia. Rồi, cảm ơn chị Hồng. Cũng 90 phút rồi. Thông thường một cái buổi này là tầm 45 phút thôi, mà mình làm 90 phút rồi, chắc là bữa nay Thi nói nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái chuỗi chương trình podcast AMA này của đội nhóm mình. Tuần sau, sắp tới chúng ta sẽ có buổi thứ tư ha, buổi số 4 á. Thì các anh chị đón chờ xem buổi số 4, nhân vật tiếp theo là ai, để mình có cái cơ hội giao lưu với người đó ha. Và khuyến khích các anh chị là chúng ta hãy mời những người tuyến dưới mới, những người khách hàng tiềm năng, những người tiềm năng mà mình bảo trợ, để họ vào để họ nghe và họ được giải đáp. Và các anh chị trong một tuần mình đi làm 3S đó, thì khi mà mình làm 3S nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái tình huống khó đỡ. Thì khi mà gặp những tình huống đó, nhớ lấy sổ tay ra ghi lại, để mà những cái buổi AMA này nè, mình dỡ sổ tay ra, mình hỏi về những cái điều đó. Thì thông qua cái việc mình hỏi như vậy, mình cũng sáng ra một chút, mà sai like của mình, tiếng bạn cũng sáng ra một chút. Rồi cái người chia sẻ, ví dụ như Thi là người chia sẻ nè, Thi nhận được câu hỏi của các anh chị, Thi cũng sáng ra một chút. Tại vì mình cùng tích góp cái kinh nghiệm của nhau. Đó, cho nên là khuyến khích mọi người ha, một tuần, hai tuần mình làm 3S,
hãy ghi chép lại tất cả những cái thắc mắc, những cái khúc mắc của mình, và tới cái buổi MA này là để mình sổ bầu tâm sự nha. Thì khuyến khích anh chị là hãy tham gia nhiều những cái buổi như thế này và tương tác nhiều, hỏi nhiều để mình sáng ra nhiều hơn, và mình sẽ làm cái kinh doanh này nó hiệu quả hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái chương trình sau của đội nhóm, và hẹn gặp lại vào cái MA số 4. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì xin phép tắt cái phần Zoom nha.